These are so tough, and they weigh my spirits down. But the rocks make up the mountains, they will also be my crown. My dreams, they don't shine like bright stars. Bright stars. I keep my faith that day is not far. Don't you worry, wipe your fears, and your wings will finally fly. Bit of faith, a bit of me, will my miracles come true? Face up, you can win against the odds. Oh, yes, face and be brave when times get hard. It's how I have faith and passion won't fail you. You're the miracle and boy, you're incredible. I have a shot, we'll be making you unbeatable. Your love the strangest, just have to go the lane. Against the odds, speak your dreams and you're not what your future means. Face it, be brave when times get hard. Have faith and fashion won't fail you. Will never fail you. Be ready for your dreams and to xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của Apple. Các bạn có khỏe không ạ? Không biết là ngày hôm nay mọi người có buổi tối như thế nào. Hôm nay là tối thứ tư và chúng ta lại gặp nhau ở trong Apple Watch Party. Vào mỗi buổi tối thứ tư và mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng được xem những sneak mới nhất về cái tập mà chúng ta có ở trong tuần. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có cơ hội và giao lưu với những cái nhân vật quen thuộc của Apple, những cái nhân vật host sẽ dành cho chúng ta một buổi tối để giải đáp cho chúng ta những thắc mắc liên quan đến tiếng Anh, về cuộc sống và cả về những vấn đề về tâm lý, về độ tuổi trẻ nữa. Cảm ơn các bạn đã có mặt cùng với chúng tôi và đang theo dõi chương trình. Tập tối ngày hôm nay là một tập rất là hay. Và cập nhật với các bạn một chút là tụi mình cũng đang dần dần tiến đến những cái tập cuối cùng của mùa 7. Với team là Shine with Australia. Đây là một mùa có thể nói là cũng có rất là nhiều cảm xúc khi mà tụi mình phải thực hiện cả một cái mùa mà làm việc online. Là vì online là một cái điều mà lúc đầu mình nghĩ là cũng hay lắm, nhưng mà sau đó thì mình mới thấy là mình đang thiếu đi những cái giao tiếp trực tiếp, và mong rằng tình hình dịch bệnh cũng sẽ ổn. Và bây giờ thì chúng ta thấy là nhà nước cũng đang có một cái chính sách mới, đó là sống chung với Covid rồi, cho nên là chúng ta cần phải có được những cái tâm lý tốt nhất nè, vững vàng hơn nè. Rồi sau đó thì chúng ta có thể hòa nhập vào cái cuộc sống mới, có thể gặp nhau, và hy vọng là tụi mình sẽ có cơ hội được đón các bạn khán giả ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến trường quay để xem tụi mình ghi hình trong mùa 8 nha. Rồi chào tất cả các bạn, xin chào bạn Nguyễn Hành Dung, bạn Vân Minh, xin chào bạn Hoa Đào, chào bạn Phạm Phúc An, chào bạn Hành Dung, chào Đức Thắng. Tiếng Anh hơi nhỏ à? Các bạn thấy ok thì mình cố gắng. To chưa hả bạn? Mình đã cố gắng nói to hơn rồi đó. Rồi ok, tối ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng thử lướt qua xem là Instagram của Apple có cái gì hay ho nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ thử lướt qua Instagram xem sao. Đây là Instagram của Apple, để xem nào. Bài này là bài Where did that name come from? My name come from, you know what, my sister name is Hennessy. You know what I'm saying? My sister's name is Hennessy, right? So everybody used to call me Bacardi. So I always call myself Bacardi, right? And then it was my Instagram name, like Bacardi, Bacardi B. But for some reason, my Instagram keep getting deleted. And I think it was Bacardi. So I just shortened it to Cardi B. So Cardi B is the jam. And I love that. Well, now everyone's calling her name now, Val. Yeah. Cardi B
Where did that name come from? My name come from, you know what? My sister name is Hennessy. Audio. Này hay quá. Xem cuốn dễ sợ. Rất là cảm ơn những cái bạn admin của Instagram của Apple đã cho ra rất là nhiều những sản phẩm như vậy. TILS thì cái phần listening á, thì cụ thể nó là nó test cái kỹ năng của mình có thể nghe được không, và đặc biệt là nghe được nhiều accent khác nhau. Khi mà mình nhớ đi thi thì có thể là accent giọng Anh, có accent giọng Úc và nhiều vọng giọng của nhiều vùng khác nhau nữa, có thể là đọc số điện thoại các thứ. Và các bạn có thể thấy là qua cái chuyên mục này, gọi là chuyên mục Cardi B thì chúng ta được nghe giọng Anh Mỹ kiểu của người da đen. Của những người black people như là Cardi B. Mình có một con mèo tên là Cardi B, mình rất là thích cái cô này, rất là nhiều nội lực luôn. Rồi đây là What was your favorite birthday? Rồi chúng ta có giọng của giọng tiếng Anh Việt Nam của bạn Jay. Đó, các bạn nhớ cập nhật Instagram của tụi mình nha, để có thể có những cái content hay nhất để học tiếng Anh. Rồi, hình như tiếng Anh vẫn hơi nhỏ hả? Đã thấy vừa chưa các bạn? Các bạn ơi, các bạn thấy tiếng vừa chưa? Mình sẽ cố gắng để làm sao cho tiếng chuẩn nhất trước khi mà mình bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái tập này. Những khách mời rất là hay luôn. Hello Hiếu Trần. Hello các bạn. Tập này chúng ta có hai vị khách mời. Một khách mời đó là một người mà mình rất là ngưỡng mộ và cũng đã từng có thời gian làm việc lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng mà khách mời này là một người rất là truyền cảm hứng luôn. Anh Lý Quý Trung, các bạn có thể gọi là chú Lý Quý Trung cũng được. Học vấn là tiến sĩ danh dự của trường Đại học Western Sydney University vào năm 2021, được phong hàm giáo sư danh dự của trường Griffith University vào năm 2009 và trường Western University Sydney vào năm 2016. Là thành viên sáng lập tập đoàn Nam An Group chuyên kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp, trong đó có chuỗi cửa hàng Phở 24. Đó, Phở 24 là một trong những cái cửa hàng franchise đầu tiên của Việt Nam với hơn 70 cửa hàng trong và ngoài nước. Anh còn là cố vấn cấp cao cho hiệu trưởng Đại học Western Sydney về phát triển thương hiệu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đã từng giành được giải thưởng Đại học Western Sydney là cựu sinh viên khởi nghiệp năm 2017, là những người startup đầu tiên. Giải thưởng dành cho cựu sinh viên xuất sắc năm 2009 của trường Griffith của bang Queensland, là cựu sinh viên quốc tế của năm 2008 và là một trong những du học sinh tự túc Việt Nam đầu tiên tại Australia, là một trong những nhà tiên phong về nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam với hệ thống Phở 24. Và không chỉ là một doanh nhân, một nhà hoạt động xã hội, một diễn giả, một giảng viên đại học, một thỉnh giảng, mà còn là tác giả của nhiều cuốn sách rất là truyền cảm hứng, mình đọc mình rất là thích, về kinh tế và quản trị kinh doanh như là Only Passion và mới đây nhất là Startup in the New Normal. Đây là những cái thông tin rất là ngắn gọn thôi để giới thiệu về Lý Quý Trung, là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ Lý Quý Trung là một nhân vật rất là đặc biệt và mình rất là ngưỡng mộ bởi vì ở cái tầm nhìn và ngưỡng mộ ở cả cái lối sống, và các bạn sẽ được tìm hiểu một chút nào đó qua cái cuộc nói chuyện vào trong cái chương trình và cái tập show mới nhất này, và các bạn sẽ thấy được là lý do tại sao mà mình rất là yêu quý cũng như rất là ngưỡng mộ tiến sĩ Lý Quý Trung. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với những cái hành trình khởi nghiệp đầu tiên của tiến sĩ Lý Quý Trung. Không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, mà chắc chắn là nó còn có rất là nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ cùng đến với cái talk đầu tiên ngay sau đây. You know, you were born in a family that did business, that ran restaurants, and then you came to Australia, and then you did everything from cleaning, you know, cleaning the house, cleaning toilets, serving tables, working in a bar, right? Yeah. You know, why decide to do all of those things? And did your mom, you know, in Vietnamese, like, was she sot to see her son doing all of those? All the things you mentioned, like cleaning the toilet, you know, wait at the table, happened before I come to Australia. It happened when I started my career as a waiter, as a cleaner waiter at the hotel. And the reason I did that, because I failed the university entrance, and I need to make money. I need to make a living. I liked the fact that I was very independent. I earned the money and I built the dream, the ambition. So
my parents or my relatives, you know, even my grandmother, everybody, I think they didn't say anything, but of course they were not very proud about my job, but they I believe they're proud at the fact that I was independent, and although I'm doing a very low job, but I had a big ambition, I had a dream, and that's more important. That's make my parents proud. Mm-hmm. Now, can you maybe tell us a little bit about your first startup? What was it like to start up that first thing that you did, and what age were you when you did that? I started my career as a waiter, as I mentioned, and I went to overseas to Australia to study, came back to Vietnam. Worked for somebody else, is a deputy general manager of a factory, then a general manager of a hotel. But then, after 5 years working as a hotel manager, general manager, I found that I'm not an ideal manager because I don't follow rules. I don't like to follow rules. I don't like to to stick to all the principles, you know, to write a lot of reports to the board and to manage things according to the procedures. I like to break the rules. I like to go out of the box, you know, so I like to take risks. And that moment after 5 years, I realized I'm more suitable to do business on my own as an entrepreneur than a professional manager, as I always wanted, as I always dream of. But I realized I'm not that person. I'm an entrepreneur. Cứ mỗi lần mà nghe anh Lý Quý Trung nói chuyện là mình cảm thấy bị cuốn vào. Chia sẻ với các bạn một chút, anh Lý Quý Trung có một cái lịch sử gia đình cũng rất là gia thế. Cha của anh Lý Quý Trung là nhà báo Chánh Trinh, là một tên thật là Lý Quý Trung, chữ CH. Còn anh Trung thì tên là Trung TR. Và cái lý do tại sao mà cái nhân vật này đặc biệt đó chính là một trong những nhà báo mà ngay cả cá nhân mình cũng rất là ngưỡng mộ. Ông là một người có thể có cái khả năng phân chia thời gian, công việc, gia đình rất là chỉnh chu và quan tâm đến mọi thứ và sống theo kiểu là live to the fullest, right? YOLO, enjoy the life cực kỳ luôn. Mặc dù là vẫn là một người rất là trách nhiệm và là giữ rất là nhiều những cái chức vụ rất là quan trọng. À, và mãi về sau thì ông cũng đã đem đến cho con trai của mình là Lý Quý Trung một cái tư tưởng cũng như là một cái cách sống, một cái lối sống thực sự là rất là hay, mà mình nghĩ là chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái chất liệu sống quý giá khi mà lắng nghe cái câu chuyện của anh Lý Quý Trung trong ngày hôm nay. Và cái tập này mình thích ở một điểm, cũng chia sẻ với các bạn là cũng phải shout out đến bạn Thanh Vân là screenwriter của cái tập này, đã tạo ra một cái cuộc đối thoại rất là hay. Bởi vì là anh Lý Quý Trung mặc dù là một nhân vật rất là tên tuổi và tụi mình rất là vui và tự hào khi mà được mời anh Lý Quý Trung tham gia vào show của năm nay, thì mình nghĩ là nếu mà anh Lý Quý Trung một mình ở trong trên một sân khấu thì có vẻ như nó cũng không hay lắm. Cho nên là Vân đã có một cái nhân vật khác đứng bên cạnh. Và đúng là cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn khán giả của chúng ta sau khi từ lâu rồi hồi xem cái tập mà của Sắc Khoa chia sẻ về khởi nghiệp, về entrepreneurship á, thì gặp anh Lý Quý Trung mới đúng là master về khởi nghiệp, vì là một trong những người đầu tiên khởi nghiệp ở tại Việt Nam. Và cái tư duy khởi nghiệp của anh cũng rất là hay. Đó, và trong cái tập này chúng ta sẽ có cái câu chuyện của anh Lý Quý Trung về điều đó. Và ngoài ra thì Vân còn đặt một cái nhân vật khác, đó là một cái nhân vật khởi nghiệp cũng newbie, nhưng mà cũng có những cái điểm tương đồng, có điều nó giống như là hai cái đường chạy cùng với nhau, nhưng mà có điều khác về timeline thôi. Như là hồi nãy có một bạn hỏi là anh Lý Quý Trung bao nhiêu tuổi, thì các admin cũng đã trả lời đó là he was born in 1966, tức là sinh năm 1966, và ageless, tức là hầu như là không tuổi, đó rất là trẻ luôn. Đó, tại sao thì chúng ta sẽ cùng khám phá trong cái tập này. Tuy nhiên là cũng có một cái nhân vật người trẻ khác, đó chính là bạn Long. Bạn Long là một nhân vật cũng rất là hay. Không biết là có bạn nào đang là sinh viên của trường FPT mà là học trò, là sinh viên của thầy Long, thì có thể shout out lên cho mình biết. Bởi vì là Long là một thạc sĩ khoa học và thạc sĩ công nghệ thông tin, học về truyền thông tương tác tại Đại học Công nghệ Sydney.
Và ngoài ra thì đang là giáo đốc sáng tạo, trưởng bộ phận sáng tạo tại Textbook Ventures và là tổng giám đốc là Bird Studio và trưởng mạng lưới đối tác khởi nghiệp, ủy ban hội đồng quản trị tại mạng lưới đổi mới quốc gia Việt Nam Australia NICAU, từng là trưởng bộ phận thiết kế trò chơi tại Random Studio. Và anh luôn tận dụng các cái kỹ năng và kinh nghiệm thiết kế của mình để phát triển sự sự nghiệp của bản thân mình. Và đó cũng sẽ là một nhân vật mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và cùng đối thoại với lại anh Lý Quý Trung trong cái buổi tối ngày hôm nay. Một cái tập rất là đặc biệt nói về khởi nghiệp, thể theo yêu cầu của rất nhiều các bạn khán giả đã yêu cầu chúng tôi là quay trở lại với cái chủ đề khởi nghiệp. Bởi vì là dường như là các bạn đã suy nghĩ tiến bộ rất là nhiều, không bị áp đặt vào việc là chúng ta phải đi làm ở một cơ quan nhà nước để kiếm tiền hoặc là để xây dựng sự nghiệp nữa, mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo ra một cái business nhỏ của riêng mình, buôn bán nhỏ của riêng mình thôi, thì nó cũng là khởi nghiệp. Quan trọng là bạn có thể có được một cái tầm nhìn và thấy được là mình đang đi trên cái chặng đường đó như thế nào. Và cũng tương tự như là anh Lý Quý Trung, những cái chặng đường đầu tiên của khởi nghiệp của bạn Long thì cũng không hề là dễ dàng và cũng gặp rất là nhiều chông gai và cũng đã từng thất bại. Thất bại như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với cái cuộc đối thoại ngay tiếp theo đây của Phoebe với nhân vật khách mời Hoàng Bảo Long nha mọi người. Now, I'm very curious. Before you went abroad, you did a startup in Vietnam, and then that startup didn't do so well. And then you went abroad to Australia, and then you did another startup in Australia, right? Can you tell us about both of those experiences? With my first startup, it worked when I was 22. I would team up with my friends. There are two friends, technologies. They work in technology industry, and it's what we failed. And when it failed, it's just like a serious punch to my face. I feel quite illish. I feel like I'm a loser. Yeah, it's some kind of shot of what the hell I'm thinking, I don't know, but just like the whole world collapses in front of my mind. But when I look back, this was one of the best lessons that I have learned in my life. So when I go to Australia, I start to do business again. So I look at myself in the mirror and as every single person in this universe, we were born for something, and I'm not an exception. I'm craved for building my own business where my friends and me, and we get together, we could build our dream and working there. And our entrepreneurship is in my blood, it boiling me every single day, itching myself, all my single bones, itching me every day. So I will do it, and I will start off again and again until I make it. I think that's the reason why I started again. Yeah, and your second startup, I believe, it's your second one, and Lackbird, right? Why call it Lackbird? Yeah. Okay, so why call it Lackbird? A lot of people ask me why call it Lackbird, seeing the board of director, they are like only two Vietnamese and 60% Chinese and Filipino, right? So that was funny names because I love Vietnam. I really love Vietnam, and we call it Chim Lap is the Vietnamese mother bird, right? We call it where we come from, the bird of our traditional ones. So I convinced my friend that it's worth a lie at the beginning. I told my Chinese friend that bird is some kind of phoenix, and I call it because the name is unique. So yeah, they say okay, some magic, but then they know that I'm lying to them, but they still like the name because they say that it's a unique name. That Lackbird is not angle like lack, not L-A-G, but L-A-C. So they kind of a unique one. And also when they saw the logo that I have drawn, they say, oh, I love it. The bird look like a Maya bird. I say, come on. But then yes, they love the names. So that's why we chose that name. All right. It's been great kind of listening to your personal stories, to be able to kind of hear your insights. I'm very, very happy that you know, somebody who started out in a way that had a lot of intelligence and talents and abilities, but maybe went through a life-changing experience and went through a life-changing failure in a way, and that's created you today. It's brought you to the stage in which you can share these experiences with other youths and continuing to work on your itch, right? And we look forward to kind of seeing more products that's coming out of Rồi, chúng ta đang quay trở lại cùng với Watch Body. Chúng ta cũng vừa đến với cái câu chuyện của bạn Long. Long cũng là một người làm khởi nghiệp với cái dự án Lackbird
và Lockbird Studio là sản xuất gọi là game video game về về con rồng cháu tiên á, Lạc Việt đó mọi người. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì không chỉ mình đang xem một mình đâu, đây là một tập rất là hay, cho nên là mình có rủ Thiền Khiêm xem cùng. Và không những là Thiền Khiêm xem cùng mà Thiền Khiêm còn cho mình thấy là các bạn trẻ bây giờ có style dễ sợ luôn. Các bạn nhìn nè, trời đất ơi, tóc nè. Hello em. Ôi, em chào anh, hello mọi người. Ôi, làm tóc lâu chưa? Làm quá. Tóc lâu chưa, là vừa mới hết giãn cách cái là đi làm tóc. Đẹp quá, anh thấy đẹp lắm luôn á, rất là ánh sáng đánh vào rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn anh, em mới làm được 10 ngày. Cái màu này là nó mới cũng hơi phai ra rồi đấy. Vâng, nhưng mà em thấy là thích, em thích cái màu này. Màu gốc của nó là màu xám, nó đậm hơn anh ạ. Nhưng màu này nó phai ra, nó hơi vàng hơn, nhưng mà em thấy là em thích màu này. Chắc là em anh sẽ để tóc sáng màu anh có một nên thời gian dài. Em thử chia sẻ cảm em nghĩ coi. Em nghĩ là trước đây anh thử nhuộm tóc bao giờ chưa? Rồi hồi trẻ có rồi, nhưng mà bây giờ đang tự hỏi là anh chơi màu nào rồi? Màu cam, em nghĩ màu là xanh lá cây nè. À, ôi thật luôn á, anh đỉnh đấy. Anh chơi những màu cháy như thế rồi, bây giờ chơi những màu như này thì nó cũng hơi bình thường. Nhưng mà em nghĩ là anh nên thử cái màu bạch kim. Của em á, ừ, màu bạch kim có vẻ là một màu hay. Cho nên anh nghĩ là đâu đó khoảng chừng tháng 5, tháng 6 anh sẽ đi làm tóc theo kiểu như của em. Yeah, a great inspiration từ Thiền Khiêm. Khiêm ơi, chia sẻ một chút cho mọi người về tình hình đây. Lâu lắm rồi, cũng không nói chuyện lại với em. Dạo này như thế nào rồi? À, quay trở lại trường học chưa? Vẫn ở Hà Nội hay là về Sài Gòn rồi? Hay là ở Vinh? Các dự án học tập như thế nào? Rồi công việc như thế nào? Em mới từ Hà Nội về Vinh cách đây 2 hôm ạ. Vâng, em mới ở Hà Nội về Vinh cách đây 2 hôm. Thì chắc là tuần sau em sẽ quay lại Sài Gòn, bởi vì là trường em thì tầm giữa tháng 11 là sẽ học lại offline. Rất vui là tình hình ở Sài Gòn và Hà Nội bây giờ đã ổn hơn nhiều và việc học đã nói chung là quay trở lại bình thường rồi ạ. Khiêm bây giờ đang ở Vinh, vâng ơi, Khiêm đang ở Vinh. Đó, tại vì là Khiêm vào Hà Nội, Khiêm từ Hà Nội vào Sài Gòn thì là tụi mình phải tính, bởi vì là sắp tới tụi mình sẽ quay cái mùa 8 ở trong Sài Gòn mà Khiêm dẫn on the go. Đó, cho nên là vậy là Khiêm sẽ ready ở trong Sài Gòn và ở trong đầu cầu Sài Gòn ha. Anh bật mí về mùa 8 đi anh. À, bật mí mùa 8, mà mùa 8 của chúng ta sẽ là một mùa mà everything about students. Thiền Khiêm năm nay đang học năm 2 đại học đúng không? Cái lúc mà chúng ta học cấp 3 mà chúng ta chuyển vào đại học á, lúc đó chúng ta bước vào một cái thế giới khác vậy á. Khác cả ở hai thứ, một là tâm lý của chúng ta là về tâm lý độ tuổi đúng không ạ? Khi mà các bạn thấy là mình xa gia đình, mình trưởng thành hơn, mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tiếp cận thế giới. Đó thì cái chặng đường bắt đầu từ chuyển tiếp từ high school vào đại học đó, nó là một cái giai đoạn rất là quan trọng mà tin chắc rằng không chỉ mình, không chỉ Khi mà rất là nhiều bạn khán giả cũng sẽ rất là tò mò hức. Nếu mà các bạn đã học cấp 3 thì tụi mình có một cái mùa như vậy để cho các bạn đã học cấp 3 sẽ có những cái hành trang để chuẩn bị cho một cái quãng đời sinh viên college life đẹp nhất mà tụi mình gọi là Viva Student Life, tức là hân hoan cuộc sống sinh viên. Và ở đó nó có gì ạ? Nó có những cái nhân vật khách mời truyền cảm hứng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chia sẻ về cái hành trình sinh viên của mình. Rồi ngoài ra ở cái mặt học thuật thì tụi mình sẽ có những cái tập chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp nè, chia sẻ về vấn đề hướng nghiệp. Hướng nghiệp tức là làm sao để bạn có thể chọn cái ngành mà bạn yêu thích. Ví dụ là Khiêm học ngành gì? Học ngành truyền thông. Em học Digital Marketing ạ. Digital Marketing là tiếp thị số. Đó, vậy thì là lúc mà bạn đã chọn cái ngành đó tại sao? Bạn đã chuẩn bị cho mình sẵn sàng những cái hành trang gì? Hoặc là bạn đã hiểu về cái ngành nghề đó như thế nào? Đó, để lúc mà bạn đã học cái ngành đó thì các bạn sẽ có được thêm nhiều những cái cơ hội để tiếp cận về kỹ năng. Đó, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tập như vậy vừa rồi. Cũng, hoặc là những cái tập liên quan đến hành trang kiếm học bổng du học nè, rồi hành trang kiếm học bổng của chính phủ, rồi tự túc, rồi những cái hoạt động ngoại khóa nữa. Rất là nhiều những thứ sẽ có ở trong mùa này. Còn on the go thì mình sẽ mong muốn là sẽ được đi rất là nhiều những cái thành phố khác nhau. Chắc là Khiêm sẽ đến trường Đại học An Giang, vì anh rất là tò mò không biết là cái sinh viên mà học về nông nghiệp ở đó thì sẽ học cái gì. Không biết làm sao nhưng mà Khiêm có duyên gắn bó với An Giang, giờ là đi An Giang thì... Vâng, em vẫn nhớ An Giang. Nhớ An Giang có chè bưởi rất là ngon đấy nhỉ. Đúng rồi, là đó mình ăn chè bưởi rất là ngon luôn. Và đúng là nhắc đến chè bưởi. À, được, em về Vinh là ở nhà được bao nhiêu lâu trước khi vào Sài Gòn? Em về Vinh chắc là em sẽ ở tới cuối tuần sau ạ, thì em sẽ vào Sài Gòn.
Sắp tới tuần em cũng có sau. nhiều dự định ở Sài Gòn nên là em muốn vào sớm một xíu. Để Nhưng mà đúng là cũng cũng rất là ghen tị với lại Khiêm đó, tại vì là lâu lắm rồi anh cũng không được về nhà. Tính ra là từ cuối tháng 3 đến giờ là chưa được về nhà đó, cho nên anh cũng rất là mong là chuẩn bị sản xuất mùa 8. Anh bay vô trong kia rồi tranh thủ về nhà thăm gia đình đó, cũng rất là nhớ mẹ. Đợt này về nhà được mẹ nấu cho nhiều món ăn ngon không à Khiêm? có anh ạ, và mẹ nấu cũng, mẹ em thì đợt này mẹ em chuyển qua dạy online nên là buổi trưa thì mẹ thường khá là bận nên là em cũng hay nấu giúp mẹ. Em nấu thì chưa chưa giỏi lắm nhưng mà em thấy là cả nhà đều ăn được. Dễ thương. Gia đình là một trong những cái thứ mà chúng ta rất là quý. Chúng ta đã từng nghe Khiêm kể về gia đình, nghe Vi kể về gia đình, Tâm kể về gia đình. Tụi mình không bao giờ giấu giếm cái kể về gia đình, bởi vì là tụi mình luôn luôn tự hào về một cái gia đình như vậy. Và nhân vật khách mời của chúng ta ở trong tập này á, là anh Lý Quý Trung, là một trong những cái doanh nhân khởi nghiệp rất là hay, cũng rất là tự hào về gia đình. Và tụi mình sẽ cùng nghe anh Trung tiếp tục chia Our sẻ về cái producers gia đình actually nha. told me that they really want to learn the secret of a family that has really well, high performing, really really creative, fantastic, brilliant minds, group of people. And it seems like your family is one of those families in several generations actually. What's the secret to how your family is being taught and the culture that exists in your family? I think it's more with the culture than the secret. The Vietnamese culture and also the my extended family culture as well. My family and thanks to my grandmother and then my mother, my father, they are head of families and they tie everybody together. And not only me and my siblings, but also brother-in-laws, sister-in-laws, we're all very close each other. And I think it's the beauty of Asian culture in general and Vietnamese culture or my family culture in particular. And we, our family, we treasure that a lot. We eat together, we do business together, and we never had any big arguments between us. And it's thanks to my mother, especially. She's great, great leader of the family, who can put everyone together. And the same thing is my grandmother from my father's side. She's also a woman, and the head of a big family. And with her, all my uncles, my aunties, and all the, the next generations, we're all very close together. So that's the number one. And the number two, the relationship between my parents and us, me and my siblings, and just like a friend, just like friends, And that, I pass on to my children as well nowadays. So in my small family, like me, my wife, and my son, my daughter, we all live together and we interact, we share everything, but just like friends. And that's the tradition. And also both my parents, like my father and my mother, they both believe that they have different kind of definition of success. We not a single person in our extended family that we work for money, even though we are all entrepreneurs. In the way we all good in business, but we never see money is the target. But we like to live with a full life, with a colorful life. That's number one target. Wow, that's incredible. That is definitely incredible. And thank you for sharing. Các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục cái buổi nói chuyện buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi đó là
Tiến sĩ Lý Quý Trung đã vừa chia sẻ về cái nền tảng của gia đình luôn luôn là một trong những cái giá trị rất là quý. Đúng như là người ta nói là khi mà có nhiều tiền rồi mới không nói cần tiền thì cũng cũng đúng. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang thấy anh Trung chia sẻ là dù sao chúng ta phải tận hưởng cuộc sống này, bởi vì tiền at the end of the day cũng không phải là một thứ quan trọng nhất, cho nên là hãy làm những thứ mình muốn làm, hãy yêu những thứ mình muốn yêu, hãy nói những thứ mình dám nói. Như mình thấy ngày hôm nay tự nhiên cái chủ đề này rồi khi nhuộm tóc cho mình thấy hay lắm, cho nên mình thấy là hãy hãy colorize your life bằng những cái thứ rất là giản dị hoặc là kỳ vĩ, thì nó đều có cùng một cái thứ mẫu số chung, nó là đều khiến cho ta vui, đúng không? Nó giống như là khi mà ta chinh phục được cái đỉnh gì đó thành công, giống như là anh Lý Quý Trung, hoặc là đôi khi chúng ta chinh phục được chính cái cảm giác của mình, đó chính là mình đã nhuộm tóc, mình đã làm một cái thứ gì đó cho cuộc sống của mình thêm màu sắc. Chia sẻ cho các bạn một chút xíu về cái màu sắc trong cái cuộc sống của mình nha. Chia sẻ cùng với Khiêm luôn nè. Đây là khu làm việc và kịch bản nói về cái gì. Đây là rồi, để chỉnh lại. Rồi, đây là cái góc làm việc của anh ha, Khiêm ha. Hello mọi người. Đó, đây là cái để mình đọc comment của các bạn. Đó. Wow. Đây là mic. Đó, mình đôi khi mình cũng hay nhìn lên trên cái màn hình TV trên kia, bởi vì nó đang được chiếu trực tiếp toàn bộ những hình ảnh của chúng ta ở trên YouTube. Đó, đây là màn hình điều khiển. Đó, ở dưới này cũng có một cái hệ thống nút điều khiển khác. Đó, lần đầu tiên cho các bạn thấy là hệ thống điều khiển như thế nào. Đây là nước uống, mà nhiều khi là có cái bảng ở đây, ví dụ là cần shout out tên của ai thì mình sẽ shout out. Đó, đây là cái không gian. Còn đây là cái hộp quà. Trong hai tay của anh ạ. Cái hộp quà này anh để dành tặng cho những bạn khán giả tham gia chương trình đó. Còn đây là góc nhỏ nhỏ của AFO nè, các bạn có thể thấy góc này mình rất là yêu, bởi vì nó có rất là nhiều cảm xúc, nhiều những cái ký ức ở đây, những cái thành viên của AFO như là một gia đình đó, rất là quý những cái khoảnh khắc này. Đó, chia sẻ cho Khiêm và các bạn khán giả một chút xíu về cái góc của mình là như vậy. Ok, hello các bạn, hello Hoa Nguyễn, hello Trâm nè, hello Lê Thạc Quảng. Gia đình ở trong Khiêm là gì? Khiêm có thể chia sẻ một chút xíu không? Cái sự thân thiết của Khiêm với các thành viên trong gia đình như thế nào? Khiêm có bị ảnh hưởng bởi bố mẹ nhiều không? Dạ, có. Em thật sự rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một gia đình mà hạnh phúc, và bố mẹ thật sự là luôn luôn support em 100% trong mọi việc em làm, và từ bé đến lớn thì bố mẹ luôn luôn tin tưởng mọi quyết định của em, và nói chung là chưa bao giờ tạo một cái áp lực nào cho em hết. Em có thể tự do phát triển thoải mái theo cách mà em thích, và bố mẹ sẽ luôn ở bên đồng hành, hỗ trợ và dẫn lối cho em nếu như mà em cần. Thì cá nhân em cảm thấy là em bị ảnh hưởng từ cả bố và mẹ khá nhiều. Em ảnh hưởng từ bố là cái sự thích chơi bóng bàn. Bố em là một tuyển thủ bóng bàn rất là xuất sắc, từng đại diện Nghệ An đi thi đấu quốc gia, nên là bố em thường khi mà năm em lớp 8 thì em mới bắt đầu chơi bóng bàn, thì lúc đấy bố em là người mà thường tập bóng bàn cho em hàng ngày. Thì bây giờ bóng bàn nó là một cái môn mà em rất là thích. Và còn mẹ em thì mẹ em là giáo viên dạy tiếng Anh, nên là từ bé thì em cũng được tiếp xúc với tiếng Anh khá là sớm, và mẹ em là người luôn luôn nhắc nhở em cái tầm quan trọng của tiếng Anh, nên là em nghĩ là cái niềm yêu thích tiếng Anh của em chắc chắn là đến từ mẹ em. Và còn về tính cách thì em nghĩ là em cũng không giống bố mẹ lắm. Bố mẹ em thì cũng kiểu khá là truyền thống thôi. Còn em thì em hay thích những thứ mà nó phá cách hơn. Nhưng mà được cái là bố mẹ em thì rất là ủng hộ em, không bao giờ cấm cản hay là không cổ hủ. Như vậy là mình rất là may mắn khi mà mình có được những người phụ huynh vẫn thầm lặng quan sát mình và vẫn ủng hộ mình và kiểu như là cảm thông với mình á, thì mình chúng ta cảm thấy là chúng ta là những người may mắn. Còn nếu mà bố mẹ chúng ta chưa hiểu mình thì chắc chắn là mình phải tìm cách để nói chuyện với phụ huynh của mình thôi. Thì đó là cái cách mà chắc chắn là tụi mình cũng đều đang làm. Shout out to Khiêm và gia đình. Đó, cũng xin được chào các bạn ở đây. Xin chào Trịnh Quang Trường, Trâm Nè, xin chào Trâm Nè nha, Trâm Nè chào nãy giờ, chào Dung Nguyễn, chào bạn Paris, đó đều là những gương mặt rất là quen thuộc của chương trình. Chào bạn JI, đó toàn tên. Chào bạn Dung Nguyễn, hôm nay stress quá lên đây coi cho đỡ stress. Stress là một trong những cái câu chuyện mà chắc chắn là rất nhiều bạn ở đây cũng hay gặp, và Khiêm cũng như vậy, đúng không ạ? Thôi không sao, stress là một phần của cuộc sống mọi người, cho nên là đừng sợ stress. Khi nào mà chúng ta
Còn stress thì là chúng ta vẫn còn đang hít thở, đó là một cái phần của cuộc sống. Chúng ta cũng đã vừa mới chia sẻ cái câu chuyện về gia đình rồi. Khi mới tập này là tụi mình nói về khởi nghiệp. Có bao giờ trong trong đầu em nghĩ em sẽ trở thành một ông chủ, hoặc là em có một cái service gì đó, hoặc là em khởi nghiệp không? Hay là em cũng là một người thích làm việc, tức là em muốn làm việc ở một chỗ cố định, hay là em muốn làm việc nó có cái công việc nó thoải mái hơn và không có bị gò bó về thời gian, và mình quản trị cái cuộc sống của mình? Em có chứ, em thích làm freelance, và từ bé thì em đã có một cái ước mơ là sau này sẽ được mở một cái business nào đấy. Thì lúc mà còn bé thì em thích mở nhà hàng, rồi sau đấy là mở quán cà phê, rồi mở homestay. Lớn lên một chút thì bây giờ em thích mở một cái business kinh doanh như kiểu là về bán quần áo, rồi nói chung là bán những thứ mà xinh xinh mình thích thôi, văn phòng phẩm chẳng hạn. Nói chung mình thích cái gì thì mình bán cái đấy. Và em vẫn đang ấp ủ cái ước mơ đấy. Khi nào mà em nghĩ là mấy năm tới, khi nào mà thuận lợi thì em sẽ cố gắng hiện thực hóa cái ước mơ đó. Vì em luôn thích một cái công việc mà nó được thoải mái về thời gian đấy. Bản thân em không thích những cái công việc những cái 9 to 5 jobs, tức là mình đi làm công sở từ sáng đến chiều. Em không thích những cái gò bó như thế. Em thích một cái công việc mà mình có thể tự điều hành, tự quản lý và tự cho mình những cái khoảng thời gian thoải mái nhất có thể. Đúng là như vậy. Và bây giờ cái concept về khởi nghiệp nó cũng tương tự như vậy đó mọi người. Chúng ta có thể khởi nghiệp từ những năm chúng ta rất là trẻ, và không hề có một cái lứa tuổi nào nó bó chúng ta cả đó. Và chúng ta có thể để cho cái trí tưởng tượng của mình, và để cho những cái kinh nghiệm của mình được ngã đau, và để cho mình được lớn lên cùng với những dự án khởi nghiệp như vậy. Và bây giờ thì mời Kim và các bạn khán giả tiếp tục theo dõi một cái đoạn talk mà chúng ta được gọi là Entrepreneurs Face Off, A Veteran and a Newbie, thì sẽ gặp nhau như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn talk tiếp theo. Và ở đây thì hai người doanh nhân khởi nghiệp, một trẻ và một là cựu binh, cũng kể cho chúng ta nghe câu chuyện là họ khuyên chúng ta là độ tuổi nào. Your opinion, anh Trung and Long, what is the best age to start up something? Best age, I think in my opinion, people can start up with the age, ideally not too old and not too young. Too old is like 55, 60 is a little bit at the end, you know, at the end. Because I use 55 because I'm 55 now, so I give some room for me at 60. So I still do startup for next year, because older than 60, then you are a bit slow. You become a different role is more effective than start from beginning, because every startup needs around 8 or 10 years to have that. To success. So you need to commit your time at least like 7, 8, or 10 years. So I would say maximum 55, 60 is a good time. And minimum, I believe there's no minimum, but at least like 24, 20, 25 years old, where you already earn some experience and knowledge. So you can limit your damages. Limit your, you know, when you fail, and you can increase the success rate. Of course, 18, 19, 20 years of age, you know, you still can start up if you have an excellent idea and you just cannot wait. But, you know, if you ask me on average, I would say at least like 24, 25 is a good age or above that. I think that I'm totally agree with Anh Jones, seeing that the maximum for startup could be around like 40 or 50. Anh Jones is an incredible person that we all know about what we have done. And yes, it's incredible because Anh Jones is over 50, but Anh Jones did some incredible startup. But then for, I believe because I'm some kind of scientific person, believe that over 30 years old, then we will be like, we get old, our creativity is just reduced, and we are
we have no not clear about we have to care about family, we have to care about like standard of life or several things. So we couldn't focus on startup or do some entrepreneurship. But so I'm totally agree with Angel about the maximum age. But about the minimum, I started my first startup, the social network, when I was 22. And it was a big flop. I was like, the total serious punch in my face, and I failed. So I think that 24, 25 could be ready. You just graduate from the uni, and then you have a few years of working experience, and then you can start the business. So you have a lot of point of view on what you should do and what you are going to do. I think, yeah, 24, 25 is the minimum, and maybe 35 is the maximum. I think so. I don't, it's an extra step. No, no, it's gonna be 60. I'm also gonna make a case for 80 years old or 90 years old. I'm gonna go home to my grandma sometime, and she's 90 something. She's 90 two, 3 or something, and I'm gonna say, Grandma, let's start up something to further extend that age. Các bạn đã vừa mới cùng với mình và Thiện Khiêm tiếp tục theo dõi câu chuyện về tuổi nào thì nên khởi nghiệp, đúng không? Nếu mà có một ý tưởng gì đó điên rồ thì sẽ nên khởi nghiệp. Như là Khiêm cũng vừa chia sẻ ý tưởng của Khiêm đó, các bạn ở đây thì cũng có chia sẻ là bạn Vân ở nhà vô có ước mơ là mở một quán bánh ngọt. Nghe cũng dễ thương ha, anh cũng thấy thích. Vân thích mấy kiểu như là classic mà kiểu như cổ điển và thư thái như vậy. Anh nghĩ là Vân sẽ phù hợp với những thành phố ở phía miền Nam của châu Âu. Nếu mà nói về đi du lịch, mà sau khi mà được bay trở lại và được đi du lịch trở lại thì cái quốc gia đầu tiên em muốn đến hoặc là thành phố đầu tiên em muốn đến trên thế giới sẽ là thành phố nào hả Khiêm? Em nghĩ là em sẽ muốn quay lại với Đài Bắc. Đài Bắc là một cái thành phố mà em rất là thích, bởi vì là ở đấy nói chung là nó có mọi thứ, thiên nhiên đẹp rồi con người thân thiện và hiện đại, sạch sẽ, và ở đấy cũng có rất là nhiều người Việt nữa, nên là mình sang bên đấy mình không cảm thấy bị lạc lõng đâu ạ. Và em thích cái vẻ đẹp của Đài Bắc là ở chỗ nó kiểu vừa hiện đại nhưng mà vừa pha những cái nét rất là cổ kính ấy. Khi mà mình đi trên đường phố Đài Bắc, mình cảm thấy là có một cái thời xa vắng nào đấy nó cứ vọng về, mình cảm thấy thật sự nó rất là hoài cổ, và nó khiến em thật sự là muốn học tiếng Trung. Và em đã suy nghĩ đến việc là sau này khi mà em đi học thạc sĩ thì rất có thể em sẽ học ở Đài Bắc. Còn anh thì muốn đi đâu ạ? Nhưng mà anh muốn pause lại cái chỗ này. Cái việc là mình đến một cái thành phố rồi mình gắn bó với nó và mình có cảm giác có tình cảm với nó và mình plan cuộc đời của mình để gắn với thành phố đó là một cái ý tưởng rất hay. Anh nhớ anh có một anh bạn dạy ở trường Đại học Bình Dương, sau đó thì cũng là một travel vlogger đó, cho nên là đi cũng rất là nhiều nơi, và sau đó thì rất là thích Đài Bắc, và cuối cùng là chọn học thạc sĩ ở tại Đài Bắc luôn. Mới bây giờ về chưa, lâu lắm cũng không có chia sẻ. Còn anh thì anh muốn đi lâu, anh muốn quay lại New York, không hiểu tại sao gần đây rất là muốn quay lại New York. Cho nên là anh rất là mong là Giáng sinh này sẽ có thể bay về Mỹ một thời gian, ít nhất là 1-2 tuần gì đó, và quay trở lại New York. Và nếu mà quay về đó thì chắc là sẽ live các cái buổi livestream từ New York đó mọi người. Hy vọng là mọi người vẫn cứ ủng hộ mình nha. Ôi, đỉnh rồi. Giáng sinh luôn ạ. Giáng sinh, tức là cũng sắp rồi anh nhỉ? Cũng sắp rồi đó, và anh đang lên kế hoạch là như vậy thôi, nhưng mà cũng đang nhiều thứ bộn bề lắm, như là mùa 8 vẫn đang đến. Đó, nhưng mà thôi không sao, chúng ta cũng... Nên có một cái không khí vui vẻ để chờ đón những cái hân hoan đang chuẩn bị tới mùa Giáng sinh, hay còn gọi là mùa vọng, mà đó là mùa mà chúng ta cùng hy vọng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Và hồi nãy anh vừa mới nói New York, và anh nhớ đến một cái phim và gọi là cái không khí của những cái thành phố của Mỹ. Và bây giờ thì đó là em đã từng nghe bài Welcome to Burlesque. Welcome to Burlesque là bài mà đã từng được biểu diễn ở trong cái show demo của 8 IELTS cách đây 6 năm về trước.
Và bây giờ thì các bạn Avo Band quyết định là trình diễn lại, và đây cũng sẽ là một cái bài mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn fan của nhạc kịch rất là thích, musical đó. Và anh quay trở lại New York thì chắc là sẽ phải đi xem nhiều những vở mà mình rất là muốn xem, mà mỗi lần quay lại New York là đều xem, ví dụ như là xem lại Lion King hoặc là xem lại The Bodyguard, cũng là một phim rất là hay đó. Thì cũng hy vọng là sẽ được quay trở lại New York và sống trong cái không khí của nhạc kịch. Còn bây giờ trước khi chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi dành cho Thiền Khiêm, chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao cho ít phút cùng với một cái không khí rất là New York của musical, không khí của Welcome to Burlesque với Apple Band ngay sau đây. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to burlesque. Everything you dream of but never can possess, nothing's what it seems, welcome to burlesque. Oh, everyone is buying, put your money in my hand. If you got a little extra, well, give it to the band. You may not be guilty, but ready to confess. Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa, do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Jesse gives you guessing, so cool and start to ask. Behave yourself, say Georgia, welcome to Belize. Oh, everyone is buying, put your money in my hand. If you want a little extra, well, you know where I am. Something in the dark is playing with your mind. It's not the end of date, but just the palm and grind. Show a little more, show a little less, and a little smoke. Welcome to phải sống với âm nhạc mỗi ngày rồi, anh cũng như vậy, anh nghe nhạc hàng ngày luôn á, cho nên là phải chia sẻ cùng với lại bằng Phúc, đó chính là mình nghe Alicia Keys hàng ngày luôn á. Mình rất là thích cái thứ âm nhạc của Alicia Keys và cũng như là cái tinh thần mà Alicia Keys đưa vào những cái bài hát của mình, cho nên đó lý do tại sao mà ở tuần trước tụi mình vừa mới nghe bài Underdog đúng không? Đó, rồi sao tôi các bạn đã khen ngợi cho Apple Band rồi, còn bây giờ thì các bạn sẽ đến lúc để làm khó Khiêm bằng những cái câu hỏi về mà các bạn đã muốn hỏi về tiếng Anh đó. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng và chia sẻ thêm với Khiêm với lại các bạn khán giả, đặc biệt là những cái bạn mà vẫn đang lo là mình không biết là tìm ra cái môi trường nào để có thể giao tiếp tiếng Anh, thì mình chia sẻ một cái tin rất là vui, đó chính là tụi mình chuẩn bị tổ chức những cái English Club, những cái lớp và câu lạc bộ tiếng Anh để kết nối các cái bạn mà theo chương trình rất đặc biệt là chương trình FLTA, tức là những cái chương trình mà các bạn sinh viên Mỹ, gọi là sinh viên nhưng mà thực ra họ cũng sang Việt, cũng đâu đó hai mấy tuổi rồi, đã sang Việt Nam và dạy tiếng Anh ở khắp nơi. Thì mình offer là bây giờ mình sẽ có một cái những cái buổi session để dạy tiếng Anh dành cho các bạn fan của Apple Band. Mình sẽ tổ chức những cái buổi đó và tụi mình sẽ có cái cơ hội để giao tiếp tiếng Anh cùng với nhau. Thì hy vọng rằng đây sẽ là một trong những hoạt động sắp tới dành cho những cái bạn mà vẫn đang ngại và chưa thấy tự tin trong giao tiếp tiếng Anh. Ok, còn bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng đặt các cái câu hỏi đi. Xin được shout out đến bạn Alex King, bởi vì bạn đã hỏi là anh Khiêm ơi, shout out to somebody có nghĩa là gì, dịch như thế nào?
cái cụm này mà dịch ra tiếng Việt thì nó cũng hơi khó nhỉ. Nó kiểu như là khi mà mình nói shout out to someone là shout out to someone không biết là giống như là sao? Mình muốn cảm ơn ai đấy à. Rồi mình muốn cho mọi người biết đến cái bạn đấy. Tức là một từ rất là em nghĩ là khi mà nói shout out to somebody tức là mình vâng. Giống như kiểu là mình muốn cho mọi người biết đến cái người đấy rồi mình muốn bày tỏ cái sự biết ơn của mình rồi sự cảm kích của mình đến người đấy. Kiểu thế như thế. Shout out đó, to cho nên là một cái từ rất là nhiều cảm xúc luôn. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình á thì admin đã để ra shout out to Apple Band, tức là vừa là respect và vừa là kiểu như là la to lên cho mọi người biết và respect cùng mình á. Đó, thì anh nghĩ là shout out về cái tinh thần của nó dịch là như vậy. Rồi, chúng ta có câu hỏi đầu tiên đến từ Hello Việt Trinh. Không có muộn đâu em vừa kịp lúc vào cái màn hấp dẫn nhất, đó chính là chúng ta sẽ được bạn Khiêm tư vấn. Và hôm nay thì bạn Sơn Sirius, admin truyền thông đã đặt tên là tiếng Anh không khó đừng nhăn nhó cùng host Thiện Khiêm. Đó. Ôi. Anh thích cái tựa sách của em ghê, anh vẫn rất là ấn tượng và rất là thích cái quyển này. Lâu lâu vẫn đọc đi đọc lại bởi vì không phải là mình không biết đâu, nhưng mà mình chỉ hệ thống các thứ lại để vì nhiều khi gặp các bạn fan mà cũng hỏi là học tiếng Anh làm sao hoặc là giao tiếp làm sao thì ở trong cuốn nó có hết á. Và đặc biệt chúng ta sẽ có những cái bạn hỏi những câu hỏi mà nhiều khi cũng gần gũi hơn, đó chính là nghe có vẻ gần mà không gần chút nào. Bạn Tô Lợi Kiên hỏi, Ad ơi, Ad cho em hỏi về các dạng bài cho học sinh giỏi tiếng Anh có những dạng nào? Ủa nó có dạng bài, Khiêm là người thi học sinh giỏi tiếng Anh nè, Khiêm trả lời cho các bạn đi, chứ còn anh cũng không rõ lắm. Vâng, em nghĩ dạng bài, vâng, xin trả lời câu hỏi của bạn tớ là Kiên. Thì trong đề thi học sinh giỏi tiếng Anh thì nó thường có rất là nhiều dạng bài. Đầu tiên sẽ là dạng bài về ngữ âm, rồi dạng bài nghe, rồi dạng bài word form, chia dạng của từ này. Rồi dạng bài điền từ còn kéo vào câu, rồi chọn từ trắc nghiệm để hoàn thành đoạn văn, rồi dạng bài viết lại câu, rồi dạng bài viết luận. Thì đấy là những bài mà mình nhớ bởi vì mình cũng lâu quá rồi mình không có xem lại một cái đề học sinh giỏi nào hết. Nhưng mà nói chung là nếu mà đã thi học sinh giỏi thì hãy xác định là chúng ta có thể gặp bất cứ dạng bài nào, chứ không có một cái công thức cụ thể nào cho một cái đề hết. Nên là chúng ta cứ ôn càng nhiều càng tốt Kiên nhá. Kiên ơi, anh nghĩ là em đã đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ phải thi vào lớp chuyên hoặc là thi học sinh giỏi tiếng Anh rồi ấy, thì phải chiến đấu đến cùng nha, và hãy cố gắng là luôn luôn có những người bạn FO luôn ủng hộ em. Em nhớ là PM về cho Instagram để dành cái phần quà dễ thương này của trường đại học Macquarie tặng cho em nha. Cái này để dán điện thoại và để lau điện thoại. Lau màn hình đó, nhiều khi mình thấy màn hình nó dơ dơ, mình nói nó bị văng nước miếng thôi thì nó dơ dễ sợ luôn đó, nên mình lấy đằng sau mình lấy mình lau một chút xíu là nó sẽ sạch thôi đó. Đấy, chưa vừa tham gia học tiếng Anh lại còn có quà từ chương trình nữa. Rồi cảm ơn Khiêm rất là nhiều vì câu trả lời cho bạn. Có một bạn nữa cũng đặt câu hỏi tiếp theo, đó là bạn Dung Nguyễn. Bạn Dung Nguyễn nói là em bị giọng địa phương nặng quá, làm sao để cải thiện tiếng Anh và cải thiện giọng nói đó. Giọng địa phương có ảnh hưởng không ha Khiêm ha? Tức là đại ý đang hỏi về giọng địa phương bị nó lớn vào cái giọng nói tiếng Anh đúng không ạ? Đúng thì rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ là cái này cũng em cũng không nói sao, nhưng mà em thấy là cái action của em khi mà nói tiếng Anh thì nó cũng có cái giọng địa phương ở trong đấy. Và em thấy là cái action ra nó không phải là tất cả trong tiếng Anh, nó cũng không quan trọng đến mức đấy đâu. Quan trọng là mình giao tiếp làm sao cho người ta hiểu là được rồi. Bởi vì ngay cả khi mà ở Mỹ đi, Mỹ là một cái melting pot nơi mà có rất là nhiều người, nhiều sắc tộc, nhiều quốc gia khác nhau, thì ở đấy người ta có rất là nhiều giọng và quan trọng là họ vẫn giao tiếp với nhau hàng ngày và người ta vẫn hiểu là được rồi. Chứ đối chúng ta đừng có quá đặt nặng là phải master được một cái accent nào đấy, bởi vì nó sẽ take away những cái niềm vui khi học tiếng Anh đi. Nên là chúng ta cứ nói làm sao mà chúng ta cảm thấy là diễn đạt được ý của mình nhất, rồi thoải mái nhất và tự tin nhất là được. Còn action thì chúng ta có thể luyện tập dần dần. Anh thích cái phần Q&A này lắm luôn á, bởi vì là nếu mà các bạn để ý kỹ và tinh ý sẽ thấy là tất cả các con đường đều dẫn đến La Mã, mặc dù là các cái câu hỏi nó nhiều khi nó trúc trách cái kiểu này kiểu kia thôi, nhưng mà về nó đều tập trung vào cái kiểu là
các bạn đừng quan tâm đến accent. Và mỗi một musketeer, mỗi một host, bữa trước Hảo Tâm cũng trả lời về câu hỏi này nhưng một khía cạnh khác, bữa nay thì Khiêm cũng trả lời về một câu hỏi này ở một khía cạnh khác, và anh rất là appreciate các bạn bởi vì các bạn có thể execute tất cả các câu hỏi này ở một cái hướng rất là practical như là Khiêm cũng vừa mới chia sẻ đó. Thì tất cả các con đường nó đều dẫn đến một thứ là công dân toàn cầu rồi thì accent nó không có ảnh hưởng đến cái gì đâu, miễn là các bạn giữ đúng pronunciation, miễn là các bạn có tonation đúng và các bạn tự tin trong giao tiếp là được rồi. Còn các bạn có accent tốt làm gì khi mà các bạn không bao giờ ra ngoài đường nói chuyện với ai, thì nó giải quyết được vấn đề gì, đúng không ạ? Và đúng như Khiêm nói, accent nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Và cảm ơn em đã chia sẻ cho chúng ta cái câu hỏi này dành cho bạn Dung Nguyễn. Dung ơi, Dung cũng giành được phần quà này nha. Anh hy vọng rằng trong bữa nay là một ngày không biết là Dung có chuyện gì buồn, nhưng mà tình cờ ghé qua chơi với cùng với tụi mình, và mình biết là Dung cũng mong muốn được học tiếng Anh cũng như là cải thiện cái khả năng ngoại ngữ của mình phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Cảm ơn Dung đã ghé qua chơi. Vậy là con gái anh sẽ tặng thêm cho Dung một cái áo nữa. Cảm ơn em và chúc cho em sẽ có nhiều những hành trình đáng nhớ sắp tới cùng với cái hành trình học tiếng Anh của mình nha. Rồi ok, còn bây giờ thì mình sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Đây, câu hỏi này của bạn Nguyễn Mạnh Hùng, bạn này ở Nghệ An. Hỏi một câu rất là trực diện luôn. Anh ơi, có sách ôn chuyên ngữ Pháp để thi vào trường chuyên như Phan Bộ Châu không? Em hơi yếu ngữ Pháp. Con này cũng kiểu như tất cả con đường đều dẫn về La Mã đó. Anh không biết nhiều tựa sách lắm bởi vì là ngày xưa anh đi học thêm thì các cô thường cho luyện đề thôi, chứ anh cũng không biết, anh cũng không học qua sách nhiều. Nhưng mà anh nghĩ là có hai cuốn em nên học, đó là cuốn Destination B1 B2 và cuốn Destination C1 C2. Thì trong hai cuốn đấy nó có đầy đủ ngữ pháp này, rồi có cả colloquial phrasal verbs rồi idioms các thứ. Thì chỉ cần học xong hai cuốn đấy thôi là mình đã được nâng trình rất là nhiều rồi. Ngoài ra thì em có thể học thêm những cuốn như là Olympic 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Là Olympic là cái tuyển tập để thi cuộc thi Olympic cho vùng ở miền Nam ấy. Thì cuốn sách đấy nó cũng tập hợp rất là nhiều kiến thức ở trong đấy. Và nếu như em muốn ôn thi chuyên thì em nên học những cái đầu sách đấy là đủ rồi. Ngoài ra thì hãy chú, nếu mà nói ngữ pháp thì em chú ý bài giảng trên lớp, chú ý sách giáo khoa là cũng rất là nhiều ngữ pháp trong đấy rồi. Đấy là lời khuyên của anh thôi, chứ thực ra là ôn thi vào chuyên thì tận 5 năm trước rồi, nên là bây giờ em hỏi anh thì anh cũng không lục lại, thì chỉ nhớ kịp. Nhưng mà theo như anh nhớ thì thôi là anh chỉ luyện đề, em cứ lên mạng em bấm luyện đề ôn thi chuyên là được. Rồi ok, cảm ơn Khiêm. Đó, các bạn thấy không, cứ lên luyện đề thôi chứ còn cũng không có gì quá phức tạp đâu. Em có rất nhiều thứ muốn hỏi lắm luôn. Ủa vậy Trinh hỏi đi em. Bạn Trịnh Quang Trường hỏi em có câu hỏi 2 chấm rồi không hỏi gì hết. Bạn Lê Thạc Quảng không phải. Anh có thể share tip học ngữ pháp tốt hơn không ạ? Câu hỏi của bạn Tú Nguyễn. Anh ơi, câu này nó nghe nó hơi chung chung nhỉ. Xe tiếp học ngữ pháp tốt hơn. Rất chung chung luôn. Các bạn hỏi giống như là các bạn hỏi đi thi IELTS vậy đó, thiệt chung tình luôn á. Các bạn khán giả của tụi mình lạ lắm luôn á, hỏi những câu hỏi mà giống như là của examiner hỏi đi thi IELTS nó khó dữ lắm luôn. Mà mặc dù tất cả các thứ đều quy về một mối, ví dụ như là để tự tin hơn trong giao tiếp thì các bạn phải nói nhiều đi, đừng sợ. Đó. Rồi đó như nãy Khiêm nói đó, accent cũng rồi hoặc là tonation nó cũng vô chung chỗ là thôi các bạn quan tâm nói cho nó đúng thôi, chứ còn cái việc mà accent thì là mình có phải là người bản xứ đâu mà phát âm đúng làm gì, mà accent đúng làm gì, đúng không ạ? Rồi, bạn Trịnh Quang Cường hỏi đây, ôi nhiều quá. Đợi một chút xíu anh đọc cho tiếp nha. Học sinh giỏi. Anh Khiêm vừa chia sẻ rồi đó em. Dạ em cảm ơn, trời được anh Khiêm rất là hạnh phúc lắm luôn. Anh Khiêm ơi, làm sao để nói tiếng Anh một cách trôi chảy mà không cần suy nghĩ, nói sao cho đúng cấu trúc. Đó, câu này cũng là câu lần nào cũng có người hỏi rồi, mời Khiêm. Dạ, câu nào ạ? Ok, làm sao cho đúng cấu trúc, nói cách trôi chảy. Ok, cảm ơn Linh Khánh. Thì anh nghĩ là bây giờ thì chúng ta nên tập nói từ từ, tức là nếu như em muốn nói thật chuẩn thì em nên nói từ từ thôi, đừng nói nhanh quá, bởi vì cũng không ai rush mình, cũng không ai bắt mình phải nói nhanh cả. Khi mà em nói chậm, nhất là nói từ từ lại, nhất là khi đi TIL speaking chẳng hạn, khi mà em nói chậm lại thì em sẽ có thời gian để sắp xếp ý cũng như là chọn lựa ngữ pháp và phù hợp hơn. Nhưng mà thật ra thì trong giao tiếp ấy, khi mà chúng ta nói nhanh thì chúng ta có thể bỏ qua những cái lỗi nhỏ nhặt như là về phát âm một tí hoặc là những cái lỗi về chia động từ một tí, quan trọng là người ta vẫn hiểu mà. Bởi vì là
Em nếu mà em xem những cái sitcom của Mỹ ấy, thì những cái cấu trúc người ta nói giao tiếp với nhau hàng ngày không hẳn là đúng ngữ pháp đâu, quan trọng là chúng ta hiểu nhau là được. Nên là em cũng đừng quá đặt nặng việc là phải nói vừa nhanh vừa chính xác vừa chuẩn ngữ pháp vừa phát âm đúng, vì cái việc đấy thật sự nó rất là khó. Ngay cả khi mà mình nói tiếng Việt đây, nếu mà mình nói nhanh quá thì mình cũng sắp xếp ý không kịp, rồi cũng sẽ sử dụng sai chủ ngữ vị ngữ, rồi trợ động từ nhiều lúc không đúng mà, đúng không? Nên là đấy, em đừng có quá đặt nặng áp lực về việc phải nói trôi chảy và nói không cần suy nghĩ, bởi vì khi nói thì chúng ta sẽ luôn phải suy nghĩ, mà quan trọng là em cho bản thân đủ thời gian để sắp xếp những cái ý thôi, để nó đừng có bị mess up quá là được. Quan trọng là cái ý của mình vẫn được diễn đạt đầy đủ nha. Hay quá, anh rất là thích câu trả lời này của Khiêm, bởi vì nó vừa technical nhưng mà nó cũng vừa đủ ý để cho các bạn có thể thấm, để có thể áp dụng được vào cái hành trình học của mình. Rồi, anh Khiêm cho em hỏi là nếu mình mới bắt đầu trình độ B1 nên dùng các tài liệu nào ngoài quyển Destination, và có nên bơi vào skills ngay không? Câu hỏi từ bạn Therish. Em không biết đâu. Rồi. Anh không biết đâu, trời ơi. Thật sự là B1, B2, C1, anh chỉ biết mỗi con Destination. Đây là con là... em nghĩ nó là một con gấu Bắc Cực anh ạ. Một con polar bear. Đẹp quá. Đây. Đây là một con polar bear. Đó. Em được người bạn Hàn Quốc của em tặng. Ok. Rồi, mình sẽ quay trở lại câu hỏi của bạn này. Thì anh nghĩ là những cái nguồn tài liệu mà mình học cho trình độ B1 ngữ pháp đó, có một cái quyển nữa mà anh nghĩ là quyển rất là hay luôn, và nó rất là practical luôn, đó là quyển Grammar in Use. Thì quyển này ngày xưa thì hồi của anh á, thì là nó là bản tiếng Anh, nó rất là đắt tiền, nhưng mà sau đó thì là First News rồi nhà xuất bản trẻ cũng mua lại bản quyền, và nó có giá rẻ hơn rất là nhiều, đâu đó khoảng chừng 50.000 hơn một chút xíu thôi các bạn có thể mua. Và nó có trình độ elementary là trình độ dành cho người vỡ lòng á, rồi sau đó là đến trình độ intermediate, rồi upper intermediate, rồi advanced, đó rất là nhiều những trình độ như vậy để các bạn có thể lựa chọn, rất là hay luôn nha. Quyển tên là Grammar in Use đó, và rất là nhiều trình độ, bạn xem mình bạn ở trình độ nào thì bạn có thể lựa chọn một quyển ngữ pháp. Nó bao gồm cái phần giới thiệu về cái cấu trúc đó, rồi bên cạnh trang thứ hai sẽ là có cái bài tập để các bạn có thể luyện đó. Thì nếu mà các bạn quen với cái kiểu này mà muốn học ngữ pháp theo kiểu này thì có thể có một cái bảng để rà soát lại toàn bộ những cái ngữ pháp, những cái chủ điểm ngữ pháp sẽ có trong cái phần IELTS đó. Còn B1 thì anh nghĩ nó tương đương đâu đó với lại upper intermediate, em có thể mua được cái level đó để học nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Em thấy lo vì mình nói tiếng Anh chậm. Đó, nãy anh vừa nói rồi đó, nói chậm nói nhanh đâu giải quyết được vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Làm sao để ghi nhớ nhiều từ vựng khó, nhất là khi học reading có nhiều từ mới, em hay nản vì học xong mà cứ quên hoài. Bạn Trang Lê nè. Khi học từ vựng sao? Yeah. Em chia sẻ rồi xíu, anh cũng chia sẻ. Yeah. Vâng ạ, thì em xin phép được chia sẻ trước. Đó là khi mà em học từ vựng á, thì em sẽ thường chỉ cố gắng ghi nhớ hoặc là viết lại những cái từ vựng mà em cảm thấy là nó có tính sử dụng cao, nó tính ứng dụng cao, tức là em sẽ sử dụng được trong những cái bài viết hay là những cái bài nói của em sau này. Ví dụ như là khi em đọc một cái bài đọc về việc Thomas Edison sáng tạo ra bóng đèn điện đi, thì em sẽ chú ý em nốt lại những cái từ như là breakthrough, là sự đột phá này, rồi innovation, các từ như thế, bởi vì những cái từ đấy là những từ mà em có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong bài viết chẳng hạn. Còn những từ nói về những cái chất như là chất bán dẫn để làm dây bóng đèn chẳng hạn, rồi những cái chất hóa học thì gì những từ đấy đều là những từ mới về em, nhưng mà em chỉ tra để cho em biết nghĩa của nó là gì thôi, chứ em không có viết lại, cũng không cố gắng ghi nhớ những từ đấy làm gì, bởi vì em biết là khả năng sử dụng lại những từ đấy của em trong tương lai rất là ít, nên là em sẽ không để tâm vào những cái từ đấy. Cái não bộ của mình có hạn mà, nên là mình sẽ chỉ cho vào những cái thứ mà mình thấy là thật sự cần thiết thôi. Ngoài ra thì em có đọc một cái bài báo rất là hay, đó là mỗi người chúng ta đều có một cái thiên hướng học từ vựng khác nhau. Một số người có thể là audio learner, tức là thích học qua tiếng này, thích nghe tiếng để học. Rồi một số người thì là visual learner, tức là lại thích học qua hình ảnh. Rồi một số người là kinesthetic, tức là thích học qua chuyển động. Thì học qua chuyển động là kiểu chúng ta sẽ dễ ghi nhớ hơn khi mà chúng ta làm một cái hành động nào đấy, như là quay bút, rồi chúng ta xem một cái animation gì đấy chẳng hạn. Thì đấy là kiểu người mà thích học qua chuyển động.
Rồi, nói chung là mỗi chúng ta đều có những cái kiểu học phù hợp khác nhau tùy theo cái sở thích của mình, nên là chúng ta cần nghiên cứu một chút để xem là mình thích kiểu học nào. Nếu như chúng ta thích thích nghe audio để dễ nhớ từ thì chúng ta là audio learner, là chúng ta học qua nghe. Rồi chúng ta là verbal learner. Verbal learner là những người thích học bằng cách là nói ra những cái từ đấy, thích học bằng cách trao đổi với người khác. Thì không có ai thiên hẳn về một cái kiểu từ học từ vựng nào, mà chúng ta thường sẽ là mix của một số kiểu người. Kiểu như của em thì em thấy em là một visual learner, live với cả một audio learner, tức là em thích xem hình ảnh và thích nghe để học. Thì đấy là hai cách mà em thấy em học từ vựng dễ vào nhất. Và em nghĩ là mọi người nên dành thời gian để tìm hiểu xem là cách học nào là phù hợp nhất với mình. Ngoài ra là đấy, như em vừa nói là đừng cố gắng nhớ hết mọi từ ngữ, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào nhớ hết được. Hãy nhớ những từ nào mà chúng ta thấy là cần thiết thôi. Và ngoài ra thì khi mà để nhớ được một từ lâu hơn á, thì hãy cố thử đặt câu với cái từ đấy, đặt mình vào với cái câu đấy, và đặt cái câu mà nó thật sự mang tính liên kết với mình ấy, thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Ví dụ như là mình lấy bạn bè của mình làm chủ ngữ để mình đặt một cái câu sử dụng cái từ đấy chẳng hạn. Và nếu mà cái câu đấy là nó là sự kiện có thật thì mình sẽ ghi nhớ được từ đấy lâu hơn. Nói chung là hãy cố liên kết những cái từ đấy với những cái điều xung quanh mình thì mình sẽ nhớ được rất là lâu. Đấy là cách mà em học từ vựng ạ. Anh hoàn toàn chia sẻ với lại Khiêm, và anh nghĩ đó là một câu trả lời quá xuất sắc rồi. Anh cũng không có bổ sung gì thêm. Anh chỉ muốn nói là đối với học từ vựng thì các bạn sẽ phải xác định rất là rõ là mình sử dụng từ vựng cho mục đích gì. Bởi vì at the end of the day, chắc chắn là từ vựng cũng chỉ phục vụ cho chúng ta khi mà chúng ta nghe nói đọc viết ở trong một cái môi trường nào đó thôi. Còn nếu bạn học mà bạn không bao giờ sử dụng, mà học mà chỉ sử dụng cái IELTS không thôi, mà không có nhu cầu giao tiếp với thế giới thì thôi, mình cũng không khuyên các bạn học làm gì. Đó thì làm sao để biết được cái mục tiêu của mình, thì đó sẽ là cách để mình có thể vẽ ra cái lộ trình học một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn Trang Lê rất là nhiều. Mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn. Rất là nhiều bạn hỏi những cái câu hỏi về mất gốc. Lần nào mình cũng có những cái bạn hỏi về mất gốc luôn. Và ví dụ như là đây mình có bạn bạn Dung Nguyễn, có thể định hướng lộ trình tự học IELTS từ 3 đến 6.5 được không? Em đang định học mà không biết bắt đầu từ đâu, trung bình thời gian phân chia học cho các kỹ năng nghe nói đọc viết như thế nào. Thì anh nghĩ là cái mẫu số chung của các câu này á, đều là các bạn đều thấy là nghe nói là, nhưng mà tôi định là, và tôi sẽ chưa bao giờ làm, mà tôi cũng luôn luôn hỏi. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà bạn Dung hoặc là bạn Minh Tuyết cũng vừa mới hỏi á, thì mà nếu mà bạn không làm thì chúng tôi có trả lời hay đến mấy thì các bạn cũng sẽ không bao giờ làm được. Đó, bởi vì các bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ làm, mà các bạn chỉ nghĩ đến việc là mình sẽ hỏi thôi. Đó, và chưa bao giờ sẵn sàng một cái tâm lý để muốn làm. Cho nên là mình đặt là một câu hỏi đối với các bạn là khi mà các bạn muốn làm thì các bạn đã thử vạch ra lộ trình chưa? Hay là các bạn chỉ tự hỏi như vậy thôi và chưa bao giờ tự giải quyết? Bởi vì nếu mà các bạn chỉ cần Google cái chữ là tiếng Anh mất gốc bắt đầu từ đâu, nó ra hàng trăm trang luôn á. Và làm sao để mình lựa chọn cái đó thì mới là vấn đề, làm sao để mình bắt đầu mới là vấn đề. Tuy nhiên là để vượt qua được cái rào cản đó luôn luôn là một cái vấn đề về tâm lý, thì mình vừa mới mở đường cho tâm lý của chúng ta là chúng ta phải muốn bắt đầu. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn bắt đầu thì những người bị mất gốc thì sẽ cần phải khắc phục những cái thứ gì hả Kim? Dạ vâng, rồi. Em nghĩ nếu mà bắt gốc thì chúng ta học lại từ gốc thôi. Là chúng ta học với những cuốn sách cơ bản nhất, là sách giáo khoa. Rồi sau đấy là học những cái cuốn dành cho trình độ thấp dần thấp rồi cao dần lên, như là A1, A2. Và khi mà chúng ta mất gốc ấy, thì chúng ta hãy cố gắng kiếm một động lực nào đấy. Hoặc là chúng ta hãy tìm một người mà có thể vạch ra một cái lộ trình cho chúng ta để cho chúng ta theo. Bởi vì khi mà mất gốc thì chúng ta thường sẽ rất là mông lung, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu cả. Thì lời khuyên của mình là hãy nhờ thầy cô hoặc là đến một trung tâm nào đấy, nhờ người ta tư vấn một cái lộ trình cụ thể, và sau đấy là nhất định phải commit với cái lộ trình đấy, phải theo đến cùng. Và nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ dễ bỏ dở giữa chừng thì hãy đóng thật nhiều tiền cho cái khóa học đấy, để chúng ta tiếc tiền, chúng ta không thể bỏ được thì chúng ta sẽ học. Và ngoài ra thì hãy đặt những cái mục tiêu nhỏ và hợp lý thôi. Nếu như bây giờ chúng ta đang mất gốc nhé, mà chúng ta đặt mục tiêu là sau một năm phải được 9 chấm hay là phải được 8.5 thì nó sẽ nghe quá là xa vời và chúng ta sẽ thấy dễ bị nản chí. Thay vào đấy thì hãy đặt những cái mục tiêu nhỏ, như là ngày hôm nay mình phải nghe được một bài, ngày kia mình phải làm được hai bài đọc, ngày kia mình phải viết được một đoạn văn. Chúng ta đặt những cái mục tiêu nhỏ như thế thì chúng ta sẽ dễ hoàn thành hơn, và mỗi lần hoàn thành xong một mục tiêu thì chúng ta lại có thêm động lực để hoàn thành mục tiêu khác. Chúng ta sẽ thấy rất là vui khi mà chúng ta cứ tiến lên dần dần từng chút một. Đấy, thì chúng ta sẽ có động lực để duy trì lâu hơn. Chứ đừng đặt một cái mục tiêu quá cao, nên là chúng ta sẽ thấy là
như này thì bao giờ chưa làm được, như này thì bao giờ chưa đạt được cái điểm đấy, chúng ta sẽ rất là dễ nhụt chí. Nên lời khuyên của mình là như thế, hãy đặt những cái mục tiêu hợp lý. Nhớ nha Dung, nhớ nha bạn Minh Tuyết, chúng mình phải đặt ra những cái mục tiêu hợp lý và chia nhỏ mục tiêu ra thì mình sẽ không bị nản. Ví dụ như là thay vì mình đặt là mục tiêu từ 3 đến 6.5 thì mình nên đặt mục tiêu từ 3 cho đến 3.5 thôi. Đó làm sao để cho mình chuyên cần hơn với tiếng Anh, để mình có thể có cái thói quen học tiếng Anh mỗi ngày là đã là tốt rồi. Rồi sau đó thì bắt đầu đặt ra những cái mục tiêu cao hơn và xa hơn. Ví dụ bạn Việt Trinh hỏi thêm là mỗi lần học online khi trả lời câu hỏi thầy cô mà em chưa kịp sắp xếp lại ý và nói không được trôi chảy thì phải làm sao? À, cái này là thuộc liên quan đến cái sự giao tiếp đó Kim. Cả tiếng Anh cả tiếng Việt á, Kim có bí kíp gì để chia sẻ cho bạn không? Có chứ ạ, cái này thì em cũng gặp nhiều vì em cũng học online mà. Thì mỗi lần mà học online mà em chưa sắp xếp ý trả lời kịp thì em cũng bảo thầy cô là em xin lỗi, em xin một chút thời gian để sắp xếp lại ý đã. Bởi vì đấy, chúng ta cứ thành thật thôi chứ, nếu mà chúng ta cứ lần nữa chúng ta ấp úng rồi chúng ta kiếm cớ này nọ thì nói chung nó sẽ tạo cảm giác là không đáng tin cậy. Thì thay vào đó chúng ta cứ nói thẳng với thầy cô luôn là em chưa chuẩn bị xong và em xin phép cho em sắp xếp lại ý một chút, rồi sau đấy em sẽ trình bày đầy đủ hơn. Em luôn thích một cái sự thẳng thắn trong giao tiếp như thế. Rồi, và cái câu hỏi này thì chắc chắn là lần nào cũng có các bạn hỏi và chắc chắn là khi muốn sẽ không bao giờ từ chối trả lời. Bởi vì nếu mà bạn này không hỏi thì bạn khác cũng sẽ hỏi. Đó chính là anh Kim có thể chia sẻ về quá trình tự học speaking của mình đi ạ. Đó, Kim học speaking như thế nào? Chia sẻ với các bạn. Speaking ạ? Học speaking em cũng... em cũng chả có tự học gì lắm bởi vì... Speaking thì ngày xưa em không có nhiều kinh nghiệm, em chỉ gọi bạn em ra nói chuyện với em thôi, xong hai người cứ ngồi nói chuyện qua lại với nhau như thế. Ngoài ra là em xem của anh Tùng Đặng rất là nhiều. Hồi đấy, hồi anh Tùng Đặng nó còn mập ý, xong rồi anh Tùng Đặng hay làm về cái iPhone Musketeer rồi đăng ở trên Facebook về cách triển khai ý speaking các thứ. Hồi đấy em xem anh Tùng Đặng rất là nhiều và không ngờ là đến một ngày em được gặp và làm việc với anh Tùng Đặng. Thật sự là giống như một cái dream come true luôn đấy ạ. Hồi đấy em còn nhớ rất rõ là lúc đấy anh Tùng Đặng trông rất là mập mạp ý. Nói chung là nhìn rất là buồn cười, chứ không có kiểu chín chu lịch lãm như bây giờ đâu. Trời ơi, cái này là lần đầu tiên nghe Kim công bố luôn á. Bữa sau chắc là đến gần Tết tụi mình có show đặc biệt kỷ niệm 5 năm AFO đó Kim. Rồi Kim có thể chia sẻ về cái này cho mọi người ha. Rồi, trả lời này dễ thương quá, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Rất là nhiều và cũng chia sẻ với lại bạn Tâm Phúc. Đó chính là tụi mình cũng đang phát hành những cái sổ này. Đó, sổ AFO này. Đó, em sẽ tặng cho em một quyển này. Đó, và sắp tới thì tụi mình sẽ có cái quyển này để giúp các bạn có thể học từ vựng. Thì có hình ảnh của các host ở trên này nè. Rồi trong này có những cái câu truyền cảm hứng và truyền động lực dành cho các bạn nữa. Chúc mừng bạn Phúc nha. Em có thể DM cho Instagram của tụi mình để lại thông tin ha. Rồi, bây giờ thì... theo như yêu cầu của producer, đó chính là những nhân vật khách mời sẽ cần phải làm một cái bài mock test và không hề được chuẩn bị trước. Và Kim cũng không phải là ngoại lệ. Bữa trước cũng vậy, Thảo Tâm, rồi Khánh Vi cũng đều phải làm mock test. Và bây giờ thì Kim cũng chuẩn bị làm mock test. Đây là một cái bài nó diễn ra giống như là cái format của IELTS thật. Đó. Are you ready? I'm sure you're not ready anyway, but you have to. No, em không bao giờ ready. Ôi trời ơi. Ok, nhạc tắt nha, music's off for now. And then I put some CD ambient. Hello Kim. What kind of weather do you like most? As someone who is very outgoing and loves to hang out with my friends, I would say I prefer sunny weather over anything else. I love it when the weather is like a bit torrid, but also there's a kind of blowy. That's like the perfect weather to go out. Is there any difference in the weather in different parts of Vietnam? Yeah, Vietnam is a tropical country that spreads along a very large waste of land, and which makes its climate very diverse and divided.
across from the region. In the north, it is typical to see the fall seasons, and whereas in the southern region, there are only two seasons every year: the dry and rainy season. All right. And do you prefer dry or wet weather? As I mentioned earlier, I'm an avid fan of sunny weather. That's why I would say I prefer dry weather. Although it can get a lot of kind of irritating because I sweat a lot, but that doesn't stop me from loving sunny weather. Okay, thank you. And now let's move on to part two of the speaking test. The topic for you is, describe a difficult decision that you once made. You should say what the decision was, when you made your decision, how long it took to make the decision, and explain why it was difficult to make. And you have 1 minute for preparation, okay? All right, time's up, and your performance start now. So I would like to talk about a time that I had to make a difficult decision. It was when I was about to enter university. I was in two minds about my future path. A part of me felt like I had an inclination towards business management. So I was kind of thinking of enrolling for a foreign trade university. However, another voice in my head kind of whispered that I might want to opt for digital marketing, which was kind of a new stream back then, and not a lot of people chose to pursue. And so that's why I was kind of worried. It really kept me on the edge of my seat about which path to take. It was like the deadline for it was approaching. And I decided that I need to fly to Hanoi to attend a session at RMIT University in order to find out what was really suitable for me, what was really my passion. And after getting in touch with a lot of professors and got to talk to the professors and got to learn more about the subjects and the streams, I decided that digital marketing is a perfect fit for me and I would go for it. And so far, it is something that I have never regretted choosing, because digital marketing just proved to be a very thriving business and bode well for my future career. And also I also decided to check out some of the blogs and reviews from other people in order to come to that decision. And after a while, all right, let's move on to part three. What decision do people usually make in their daily lives?
Sao người kể mạ vậy? Có vẻ như tín hiệu của tụi mình đang bị tạm thời có vấn đề một chút xíu, để mình chờ, để khi mình chờ để mình chờ một chút xíu để khi mình kết nối trở lại thì hy vọng lúc đó tín hiệu sẽ tốt hơn. Tiếng khi hơi to, ok. Như vẫn bị đúng không mọi người? Mấy ngày mới nay đúng là mạng cũng đang bị trục trặc thật, cho nên là các bạn bây giờ chắc là Khiêm, nếu mà Khiêm nghe được thì bây giờ đang nghe chắc là nhờ Khiêm tắt kết nối đi, sau đó Khiêm kết nối lại giùm anh thử xem có được không. Đó, mình chờ thử nha. Căng thẳng quá đúng không? Đây là một cái đề cũng không hề dễ chút nào. Hỏi nhờ, tuy nhiên là bạn Khiêm cũng đã xử gọn cái đề đó. Rồi, ok, mình đang chờ bạn Khiêm kết nối lại với tụi mình nha. Không biết là tín hiệu nó có tốt hơn chưa. Hai hình ảnh của anh Tada Lê buồn cười quá. Ban nãy em học online cũng bị lag mà bay ra khỏi lớp luôn. Ừ đúng rồi, mấy bữa nay mạng bị gặp vấn đề lắm. Mà mình nghe nói là cáp biển phải đến qua tháng 11. Chiều nay mình lại vừa mới gọi điện thoại cho VNPT để hỏi là không biết là bao giờ thì mạng nó mới độ ổn định trở lại. Đó, bây giờ mình đang chờ Khiêm quay trở lại nha. Em chưa vô được mọi người ơi. Ôi chết rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ Khiêm để một chút xíu nha. Anh sẽ gửi lại cho anh Khiêm chia sẻ cái bộ phim anh xem gần đây đi. Rồi, ok. Đang đến đoạn hấp dẫn. Rồi, nhờ bạn Sơn gửi cho anh cái này. Và một diễn biến khác thì các bạn AFO Band và producer Thanh Vân đang đi thu âm bài hát cho tập 22. Hứa hẹn sẽ là một tập rất là hay. Rồi, không biết bây giờ thì đã có tín hiệu của bạn bạn Khiêm chưa? Mình đang chờ đợi. Anh Khiêm chia sẻ các bộ phim anh hay xem gần đây đi ạ. Gần đây anh thì cũng xem rất là nhiều phim, và thường là các phim ấy nên đều có phụ đề, nó đều có tiếng Anh luôn á. Ví dụ là đôi khi là phim Nhật nhưng mà bạn có thể bật audio là tiếng Anh lên cũng được. Đó, thì các bạn có thể xem những cái phim đó. Mình vẫn thích cái The Circle là một trong những cái thứ những cái series hay mà mình đã xem gần đây. Anh tư vấn về CEO khách sạn được không anh? Không hiểu nha, câu hỏi này hơi bị khó hiểu nha. CEO khách sạn là sao? Tư vấn là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn Duy Nguyễn. Rồi bây giờ mình là kết nối lại được với Khiêm, mình thử xem nó được. Thử xem nó được chưa nha. Hello, vâng, hello anh, hello mọi người. Mọi người thấy em chưa? Rồi, mời Khiêm. Dạ. Khiêm đã nghe rõ anh chưa? Em nghe rõ rồi, nhưng mà bây giờ em không có tai nghe nên là cái trời mưa to ở bên ngoài nó hơi tai nghe của em vừa hết pin luôn. Trời đất ơi, hèn chi. Rồi, ok, anh hiểu ra, hiểu rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây, nó hiện lên luôn. Dạ vâng ạ. Câu hỏi là gì ạ? Thôi thôi. Ai ạ, cái màn hình của em nó... À đây rồi, em thấy câu hỏi rồi. What decision do people usually make? I'd say we have to make a lot of decisions in every day, from what to eat, what to digest, what kind of information we want to be exposed to. That sounds very simple, but in fact it is very mind challenging, because nowadays we live in an era where we are bombarded with a lot of food, a lot of information, a lot of things that we have to process in order to take into our mind and our body. And those decisions are by no means simple. All right. And next. Which is easier? Making a decision by yourself or making a decision by a group? By a group? Well, the collective wisdom
might be better in some occasion, like when you are calculating something or when you are working in a group project. But I'd say when it comes to something that's just matters to yourself and something that is very private that you want to keep on a cutie, making the decision by myself is always easier because you are the only one that understands yourself, that really knows from the inside, and no one can really justify your decision from the outside just by looking at it. So I would say in some case the collective wisdom might be better, but in others coming to your own decision will be a better choice. All right, and why would middle-aged people tend to second-guess their own decisions? Second-guess? I think that hesitance and reluctancy is not just what is restricted to middle-aged people. We the youth also do that a lot. Because, but I think middle-aged people tend to second-guess their own decision more often because they are more experienced and they have more wisdom, and they would be more considerate whenever they come to an important decision. Whereas young people tend to be reckless and kind of not giving a shit about anything else because they are so young. They can make mistakes and they can redo it, and why the middle-aged people tend to have fewer chances of doing that. So they need to be more careful, and reluctancy and hesitancy is undeniable. It's just inevitable. All right. Thank you. And this is the end of the sticky test. Oi. Đây rõ ràng là một cái thử thách rất là khó, và em đã hoàn thành thử thách này rất là hay. Thank you, em đã vừa mới cho các bạn khán giả một cái bài speaking test giả lập, nhưng mà như là các bạn ở đây cũng đã comment là anh đã dùng những cái từ, anh Khiêm đã dùng những từ rất là khủng, không những hay mà cái range cũng rất là rộng đó, và Khiêm cũng đã thể hiện triển khai và phản xạ những cái ý tưởng rất là hành. Em làm sao để có thể phản xạ được nhanh như vậy đối với những câu hỏi mà nhiều khi mình cũng không thân quen lắm, tức là vừa nói vừa nghĩ vừa phát triển ý tưởng trong đầu như thế nào? Rõ ràng là những cái câu ở phần 3 thì quá khó luôn, đúng không? Thật ra em thấy em làm cũng chưa tốt lắm, nhưng mà em cứ vừa nói rồi mình vừa nghĩ thêm thôi ạ. Có gì, bởi vì em không ngại cái việc mà ấp úng hay là nói nhầm, bởi vì em nghĩ cái đấy là điều không tránh khỏi. Mình cứ nói như nào mà mình nghĩ thôi, bởi vì khi mà đi thi thì người ta cũng thích cái sự tự nhiên. Với cả người ta cũng, cái điểm phản xạ nó cũng là một cái điểm ở trong tiêu chí chấm ấy, nên là mình nghĩ lâu quá thì cũng không được, mình cứ nói thôi, đến đoạn nào mà ấp úng thì mình cứ bảo là I'm sorry hay là gì gì đấy, hay là wait a minute kiểu thế. Và nói thật là ôi, đây là lần đầu tiên em làm một cái test IELTS speaking kể từ hồi mà em thi thật cách đây 3 năm. Thật luôn. Cái lần anh mà em làm rất là tốt luôn á. Không, rất là hats off tụi em luôn, mà rất là giỏi đúng không? Em cảm ơn ạ, nhưng mà em thấy em vẫn còn phải cải thiện nhiều. Ok, đó là một câu rất là khiêm tốn. Chia sẻ với mọi người một chút xíu, đó là bởi vì do cái khi không đeo tai nghe thì nó bị vọng lại một chút xíu, nên các bạn chịu khó giúp mình ha. Hiện tại bây giờ ở Vinh thì nghe nói là thời tiết cũng đang mưa gió bão bùng đúng không? Được Kim? Dạ vâng ạ, ở Vinh mấy hôm nay nó đang bị ảnh hưởng của bão hay sao ấy ạ, nên là nói chung là nó cũng mưa. Em nghe bảo là miền Bắc từ ngày mai nó sẽ mưa rất là nhiều, không biết là ở Hà Nội đúng rồi, bây giờ đã mưa chưa anh? Hà Nội thì chưa mưa đâu, nhưng mà nghe nói là mai bắt đầu mưa và lạnh trở lại rồi đó, nên là mà anh lại mấy ngày tới là phải đi làm sớm, cho nên là cũng có vẻ hơi lo. Rồi, bạn Olivia G hỏi là anh Kim có ý định thi IELTS lại không?
Anh nghĩ là không, anh nghĩ là anh chưa có ý định đấy, bởi vì anh nghĩ IELTS thì nó cũng chỉ là một cái chứng chỉ thôi. Ngày đấy thì anh thi chỉ là để apply vào MIT, và bây giờ thì anh cảm thấy là cái IELTS nó cũng nó không có phải là gì đấy quan trọng đối với cuộc sống của mình. Nên là khi nào mà anh cảm thấy sẵn sàng, hoặc là anh cảm thấy thích, anh cảm thấy mình có đủ thời gian để mình đi ôn lại IELTS chẳng hạn, thì lúc đấy anh sẽ nghĩ để quyết định thi lại. Còn bây giờ anh cảm thấy là IELTS suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một cái chứng chỉ thôi. Quan trọng là anh vẫn luyện tập tiếng Anh mỗi ngày theo nhiều cách khác nhau, chứ không nhất thiết phải cần có một cái chứng chỉ IELTS để chứng minh điều đấy làm gì. Còn mình cứ tiến bộ mỗi ngày thôi, mình biết là được. Rồi, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn là của bạn Olivia G, là anh Kim chia sẻ các bộ phim anh hay coi gần đây đi ạ. Ok, gần đây nhất mà anh coi đó là cái bộ anime Attack on Titan của Nhật. Thì anh cày hết 75 tập trong vòng một tuần, có mỗi ngày anh xem hơn 10 tập. Rồi, ngoài ra thì anh cũng đang xem lại series Friends. Bây giờ anh xem lại cũng tới mùa 10 rồi, mùa 10 lần thứ 2. Và đây là một cái series mà thật sự rất là hay, và em nghĩ là ai học tiếng Anh chắc cũng coi phim Friends rồi anh nhỉ. Đấy. Còn nếu mà tuần nào cũng có bạn hỏi là chúng ta nên xem phim gì và gặp ai, từ Musketeer cho đến Tùng Đặng, rồi cho đến Khiêm này, rồi cho đến Vi Long, tất cả mọi người đều recommend là phải xem phim Friends. Yeah. Vâng, thật sự Friends nó là một cái bộ phim rất là hữu ích, và nói chung xem Friends mình học được rất rất là nhiều từ luôn ấy. Em còn có một cái album và em lưu lại những cái từ mà em đã học được từ Friends ấy. Sự toàn những cái từ rất là hay và những cái từ cool mà mình sẽ thật sự sử dụng ở trong đời sống hàng ngày. Và ngoài ra thì anh có xem, để anh xem, anh có một cái list những cái bộ phim mà anh cần xem. Đây, đây một danh sách rất là dài. Bộ gần đây nhất nữa mà anh xem đó chính là Grand Budapest Hotel. Oh, hay. Vâng, một bộ phim mà màu sắc rất là đỉnh anh nhỉ. Đúng, màu sắc góc quay luôn. Thật sự rất là đỉnh của Wes Anderson. Năm nay thì Wes Anderson có ra một cái phim mới là The French Dispatch, có Timothy Chalamet đóng. Thì anh cũng rất là mong chờ. Rồi, cái đầu tiên là phim gì ha? Là Budapest? Vâng, The Grand Budapest, Budapest Hotel ạ. The Grand Budapest. Anh đang viết cho các bạn khán giả để các bạn đây biết được là cái tựa là tựa gì đây. Rồi phim tiếp theo là phim gì em ha? Phim Friends. Friends. Rồi một bộ phim nào để đi học, em nghĩ là phim About Time. Một bộ phim tình cảm. Mà. Tình cảm luôn. Vâng, rồi mọi người có thích xem phim Hồng Kông? À không, phim Hồng Kông thì không học tiếng Anh được. Mọi người có thể xem. Phim mà hôm trước mình coi tuy là phim Mỹ nhưng mà cũng không học tiếng Anh được, anh nhờ phim A Quiet Place ấy. Phim đấy cả phim chỉ im lặng. Phim rất hay luôn, hay. Nhưng mà phim đấy cả phim người ta chỉ im lặng. A Quiet Place phần 2. Đó, phim này hay công nhận. Nhưng mà phim đấy cả phim người ta chỉ im lặng thôi anh. Nhưng mà không có được. Bữa đó cả phim FO sau khi ghi hình xong thì xem cùng với nhau. Rồi, còn phim nào nữa không? Thêm một tử đi rồi mình moving on sang câu hỏi khác trước khi mình chia tay nhau. Vâng, có thể xem Forrest Gump, một bộ phim kinh điển. Forrest Gump. Vâng ạ. Cứ mỗi lần xem phim này là bao nhiêu cảm xúc về luôn á. Vâng. Rồi Shawshank Redemption. Shaw là viết cho ha? Vâng ạ, chữ Shaw. Shaw là có chữ H ở đằng sau chữ S. Ok. Đây là một trong những cái phim mà có cái rating cao nhất ở trên Netflix. Vâng. Shawshank Redemption á, mọi người nên xem phim này, là một phim cũng rất là hay. Ừ. Rồi cảm ơn Kim đã đây là những cái câu hỏi các bạn nói là bây giờ ở tại em cũng thấy các bạn nói là bây giờ ở tại Vinh nghe qua mic rồi là thấy gió vun vút luôn. Để xem là Vinh đang mưa to nè, rain nè, nhiệt độ cao nhất là 26 độ, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ, mà ngày mai cũng mưa luôn cả ngày nè Kim. Vâng, em cũng chỉ định ở nhà thôi, cũng không có ý định ra ngoài.
mà chúng ta đang có một cái vùng áp thấp nhiệt đới nó vào đó mọi người thấy chưa? Đó, nó vào nè, mọi người có thể thấy ở đây rất là rõ. Đó, cái vùng áp thấp nhiệt đới. Đó, giống như là xem dự báo thời tiết kìa. Ok, rồi, làm sao để có thể tăng thêm các từ vựng ban cao? Anh Công hỏi nè, Kim ơi. Từ vựng ban cao ạ? Ban cao thì... đây để em type vào trong cái chat này luôn ạ. Em cũng đang xem livestream của mình ở trên YouTube. Từ bên cao thì mình học cuốn The Vocabulary Five nhá. Vocabulary Five. Oh, anh chưa xem cuốn đó bao giờ. Cuốn này là cuốn em có thể khẳng định là cuốn khó nhất luôn này, khó nhất của IELTS luôn. Từ trong đấy nó kinh khủng lắm. Sát nó tên là Vocabulary 5 phải em? Vâng ạ. À, cái cuốn màu tím là cuốn em có gõ vào trong hộp chat đấy ạ. Có Khiêm Slay đang nhắn cho mọi người. Khiêm được là nhiệt tình. Vocabulary Files. Màu tím là cuốn khó nhất là ở mức C2 dành cho Ben 8.5 đến 9 chấm. Nên là những cái từ nó kinh khủng luôn. Còn những cuốn... Cuốn này đúng không? Vâng ạ, cuốn đấy đấy ạ. Ok rồi, cái quyển này đó các bạn nhớ nha, 78.000 một quyển thôi đó. For the vocabulary files dành cho trình độ level C2 proficiency advanced đó. Rồi cảm ơn Kim đã vừa chia sẻ một cái quyển sách có vẻ như là rất là sẽ rất hữu ích cho những bạn nào mà muốn có thể tăng ban. Có một bạn nữa hỏi như sau: anh Kim, cân bằng cuộc sống, công việc và học tập ra sao? Còn hỏi này deep dữ vậy trời. Không, anh không có cái sự cân bằng đấy. Anh vẫn rất là thiếu ngủ. Khi nào mà chạy deadline thì thật sự là một ngày ngủ chắc được 5-6 tiếng thì đấy thôi. Còn khi nào mà không phải chạy deadline thì sẽ ngủ tầm 12 tiếng một ngày. Nói chung anh cảm thấy là bây giờ anh không có cái sự cân bằng đấy. Anh sẽ thường phải hy sinh một thứ gì đấy. Có thể là việc chăm sóc sức khỏe, có thể là việc học. Anh đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống. Gần đây thì anh mới bắt đầu sử dụng Notion để có thể quản lý thời gian tốt hơn. Và không biết là mọi người có sử dụng cái app Notion đấy không, chứ mình thấy là Gen Z bây giờ ai cũng sử dụng cái Notion đấy. Và ở trên mạng người ta có những cái bài hướng dẫn sử dụng Notion rất là nhiều để mà sắp xếp thời gian. Anh chưa xài luôn á Khiêm. Nó app gì vậy Khiêm? Notion á Khiêm. Vâng ạ. Notion ấy, ôi ai cũng xài đấy. App này nó đây là hot, chắc là phải hot nhất Việt Nam bây giờ đấy. Vậy hả? Anh không biết luôn á. Ôi mình cần thấy thật lạc hậu. Notion phải là dâng cái màu trắng đấy. Vâng. Để thử đây cái này đúng không? Vâng ạ. Em thấy rất là vui là các bạn trẻ bây giờ, các bạn Gen Z ấy, các bạn ý dùng Notion rất là nhiều để các bạn quản lý công việc rồi quản lý. Anh thì anh quản lý bằng một cái app khác. Nhưng mà anh cũng có quản lý, nhưng mà anh chưa biết là các bạn trẻ cũng bắt đầu dùng đến với cái app này để quản lý công việc cũng như là quản lý việc học tập của mình ra sao. Thì xem như cũng có vẻ hay đúng không? Dạ vâng, cái app này nó... Rồi, cảm ơn Kim, app Notion. Rồi, rất là nhiều tiện ích luôn. Em cũng đang dùng Notion bằng Paris nè. Anh Kim cũng Gen Z mà. Đó, bằng Olivia Z, app Notion có được nhiều tiện ích luôn. Cảm ơn Kim cũng đã giới thiệu cho tụi mình một cái app mới để cho tụi mình sử dụng. Hy vọng rằng nó sẽ có hữu ích. Rồi, anh ơi, nên học cuốn nào để sửa những common mistakes ở IELTS 5.0 đến 6.0 vậy anh? Câu hỏi của Hồ Cường nè. Cái này em không biết thật anh ạ. Em... Anh giúp em với. Cái này tụi anh cũng không biết đâu. Em cũng không biết nhiều sách thật, nhưng mà mọi người cứ search trên mạng là sách IELTS 5.6 thì nó thật sự có rất là nhiều. Rồi. Bây giờ mình còn có 1 phút nữa là đến 22 giờ rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ dành 22 giờ, 22 phút là mình phải ước cái gì đó, đúng không Kim? Ước rồi anh, em tưởng là 1 22 cũng ước đó em. Nha. Ước đi mọi người, ước đi mọi người. Ủa anh nghe được tiếng mưa từ bên em luôn á. Để anh ước cái gì ta? Ước
Rồi ok, sau khi chúng ta ước xong thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Chắc là sẽ là câu hỏi cuối cùng của trong buổi tối ngày hôm nay. Sao giọng anh ta đang bị vọng lại là bởi vì là anh Khiêm đang bỏ tai nghe ra, cho nên các bạn thông cảm một chút xíu nha. Câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Đức. Anh có lời khuyên gì để đỡ bị sai ngu trong reading không ạ? À? Mình bị đứng ở 32 trên 40 liên tục chỉ vì sai ngu. Nhưng nếu mà em đã gọi nó là sai ngu thì tức là nó là những cái lỗi do bất cần, những cái lỗi mà mình biết nhưng mà do một sự sơ suất nào đấy mà mình làm sai. Thì nếu mà đã là sai ngu thì em chỉ hãy tập trung, nói chung là tập trung cẩn thận và khảo lại đáp án kỹ nhất có thể thì mình sẽ khắc phục được thôi. Chứ cái sự cẩn thận là nó chính là cái ăn điểm trong cái bài IELTS reading đấy. Chứ cũng không biết khởi khuyên như thế nào về rồi, sự cẩn thận là một, chính xác, cẩn thận thôi. Nên là chúc em đừng có sai ngu. Rồi, sai cảm ngu ơn. Biết là sai thì hãy sai những cái lỗi mà nó thông minh. Rồi, cảm ơn Khiêm rất là nhiều. Bạn, mình có một câu hỏi từ bạn Đinh Văn Tám. Thì Tám ơi, mình cũng chia sẻ. Đó chính là mình mỗi một buổi thì tụi mình sẽ livestream được trong một cái chủ đề nào đó thôi. Tuy nhiên là ở trong cái nguồn tài nguyên của IFO, bạn chỉ cần vào IFO hoặc là IELTS Shop, khi mà các bạn gõ writing thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bài giảng của tụi mình có sẵn luôn. Cho nên là mình rất là cảm ơn những bạn đã đặt câu hỏi. IFO có câu lạc bộ tiếng Anh speaking không ạ? Sắp tới thì mình sẽ có một cái câu lạc bộ tiếng Anh speaking. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên tham gia và các bạn nên thực sự là thiện chiến để sẵn sàng tham gia. Chứ không phải là tham gia thì các bạn sẽ thấy là cái này nó khó quá rồi, hoặc là tham gia mà không bao giờ bật mic, hoặc là tham gia không bao giờ bật cam nó, thì như vậy nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Đó thì mình hy vọng rằng các bạn khán giả cũng hãy chuẩn bị xác định rõ ràng cái tinh thần là mình sẽ phải tham gia để với cái mục đích nào. Rồi, còn bạn Đinh Văn Tám nha, bạn nhớ là có thể vào những cái mục khác để chia sẻ. Cảm ơn Olivia Z, cảm ơn Apple đã tổ chức live vô cùng bổ ích luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Khi mà em có điều gì để chia sẻ với các bạn khán giả trước khi tụi mình nói lời chia tay nhau không nào? Em muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem livestream cùng chúng mình đến rất là muộn, bây giờ cũng là 10:30 rồi, và hy vọng là mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và hy vọng là nơi mọi người ở sẽ chống dịch thật tốt, kiểm soát được tình hình dịch để mà chúng ta sớm quay lại trường học, sớm quay lại với cuộc sống bình thường. Và chúc mọi người sức khỏe, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn anh Thắng và ekip IELTS Space Off rất là nhiều đã tổ chức buổi livestream ngày hôm nay để mà em có cơ hội được nói chuyện với các bạn sau một thời gian rất là dài. Và đấy, hy vọng là IELTS Space Off mùa này sẽ kết thúc thật là tốt đẹp để chúng ta chuẩn bị bước vào mùa mới với những nội dung mới hay hơn và bổ ích hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, anh xin được Khiêm rất là nhiều bởi vì đã ghé qua và đã chia sẻ cùng với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay. Chúc em ngủ ngon, bye bye Khiêm. Các bạn thân mến, IELTS Shop thì luôn luôn mong muốn sẽ mang đến cho các bạn thêm nhiều những cái chất liệu mới, thêm nhiều những cái kiến thức mới. Tối nay thì mình rất là phục Khiêm bởi vì bạn đã ghé qua, đã chia sẻ cho chúng ta những cái câu chuyện về tiếng Anh, câu chuyện về học ngoại ngữ. Và ngoài ra thì Khiêm cũng cho chúng ta thấy là đúng là không có gì là khó hết, tất cả mọi thứ đều có thể hoàn thành được nếu mà chúng ta cố gắng thôi. Đó, và các bạn có thể thấy là Khiêm hoàn toàn bình tĩnh khi mà đối mặt với một cái bài IELTS, một cái bài nói mà mình nghĩ đó là một đề rất là khó. Tuy nhiên là bằng cách này hay cách khác, bạn cũng đã thể hiện rất là thành công. Mình hy vọng là các bạn có thể theo dõi lại cái bài này và xem đi xem lại nó để có thể xem như là một trong những cái chất liệu để mình có thể có được cho cái kỳ thi IELTS, cũng như là gợi ý cho các bạn ở trong những cái hành trình phía trước. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều đã ghé qua cùng với tụi mình tối ngày hôm nay để theo dõi một tập đầy cảm hứng. Tối mai các bạn nhớ nha, 8:30 các bạn hãy lên và theo dõi show của tụi mình trực tiếp, được premiere vào lúc 8:30 ở trên kênh fanpage và cả kênh YouTube. Và chúng ta sẽ có một câu chuyện về entrepreneurship, về tinh thần khởi nghiệp cùng với hai người khởi nghiệp rất là đặc biệt, đó chính là bạn Long và tiến sĩ Lý Quý Trung. Đây là hai nhân vật mà mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, và khi mà họ đứng với nhau ở trong cùng một chương trình, trong cùng một sân khấu thì họ sẽ có những cái chia sẻ hết sức là hữu ích, đặc biệt là cho những bạn đang tò mò tìm hiểu về tinh thần khởi nghiệp. Như vậy, hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8:30 buổi tối ngày mai nha. Bạn Nguyễn Thu Hà, shout out to Apple and Kim Slays. Cảm ơn Hà, cảm ơn Huy Lương, cảm ơn Dung Nguyễn, cảm ơn Olivia Z, cảm ơn Anh Công, cảm ơn Alex King. Shout out to our host today. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn Alex King, cảm ơn Cường Nguyễn, cảm ơn tất cả mọi người.
Và chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nha mọi người. Bye bye.